rể quý trời cho. chương 711, vậy tôi sẽ đợi ở nơi này. Ngày thứ hai Lâm Thanh Diện vào ngục giam thứ năm. Trong phòng nhỏ bên cạnh cửa lớn ngục giam, Dương Tu đang ngáy to ngủ, đúng lúc đó, một tiếng xé gió truyền đến, thân là một cao thủ nội kình đại thành Dương Tu dù có ngủ, cũng vẫn cảnh giác như trước, ông ta trực tiếp mở mắt, nhìn ra ngoài của sổ. Chỉ thấy một thân ảnh dùng một tốc độ vượt quá tưởng tưởng xẹt qua bên phía này của ông, Tiếng xé gió chính là do người này chạy nhanh mà thành. Dương Tu cảm thấy mặt đất lớn có rung động rất nhỏ, lá cây trên cây hai bên cũng hơi run rẩy. Một người, chỉ là chạy nhanh, đã có thể khiến cảnh vật xung quanh sinh ra biến hóa lớn như vậy, có thể biết được người này đến cùng là kinh khủng đến mức nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Tu lập tức đứng lên, đưa tay nhấn xuống một cái nút trên bàn, sau đó đi ra khỏi phòng nhỏ. Người đến không thể xem thường. Ông ta là một cao thủ nội kình đại thành, cảm nhận được khí thế trên người người đến, trong lòng cũng rung động. Thực lực như vậy người này đạt đến trình độ nào? Trong lòng Dương Tu cũng chỉ còn lại một đáp án. Tông sư, xem tình huống này, người đến bất thiện, chẳng lẽ là đến cướp ngục? Trời ạ, à, mong hắn ta không phải là loại người thích tiện tay giết người. Bằng không bộ xương già của tôi hôm nay đành phải để lại nơi này. Trong lòng Dương Tu không yên ông ta ở chỗ này canh cửa nhiều năm như vậy cho đến bây giờ vẫn chưa từng đụng phải tình huống tông sư tự mình đến đây lúc thân ảnh kia đến gần cửa sắt thì dừng lại y phục trên người hắn ta chậm rãi thả xuống không có chút nào vì lúc nãy chạy nhanh mà trở nên lộn xộn lá cây vốn run rẩy cũng bởi vì thân ảnh này dừng lại mà yên tĩnh lại dương tu cảm nhận được loại không khí này trên mặt nghiêm túc không biết các hạ đến đây là có việc gì sau khi hít sâu một hơi Dương Tu nhìn chầm chầm vào người nọ, cố chấn tĩnh nói. Giết người, mở cửa ra, giọng nói của người nọ có chút khàn khàn. Các hạ đừng giỡn, đây là ngục giam thứ năm, cho dù người ngài muốn giết ở bên trong, tôi cũng không thể để ngài bước vào được. Dương Tu mở miệng. Người nào liếc nhìn Dương Tu, mở miệng nói, đệ tử của tôi bị người giết, mấy hôm trước tôi mới gấp gáp trở về, nghe nói người nọ giết sạch tất cả gia tộc của đệ tử tôi, sau đó bị nhốt vào đây, cả đời này của lôi uyên hành tôi chỉ nhận một người đồ đệ tôi vốn cho là cậu ấy sẽ kế thừa y bát của tôi không ngờ lại bị người hạ độc thủ cho nên tôi phải giết người này báo thù cho đệ tử của tôi dương tu chừng mắt cái tên lôi uyên hành này có thể nói như là sấm rền bên tai sao ông ta có thể chưa nghe nói đến chứ ông ông là lôi uyên hành lôi tông sư dương tu lẩm bẩm nói không sai lôi uyên hành trả lời dương tu hít sâu một hơi không ngờ người đến lại là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới cổ võ. Ông ta càng không ngờ là, lội uyên hành tới tìm, thế mà là Lâm Thanh Diện vừa mới bị giam vào hôm qua. Lúc đầu ông ta còn cảm thấy Lâm Thanh Diện trẻ như vậy hơn nữa còn có thiên phú như thế, bị nhốt vào trong ngục giam vô cùng đáng tiếc. Bây giờ biết Lâm Thanh Diện giết đồ đệ của Tông Sư, còn bị Tông Sư tìm đến cửa tồi, ông ta đột nhiên cảm thấy sở dĩ Lâm Thanh Diện đến đây, chính là vì tránh né sự đuổi giết của Tông Sư tên nhóc này đúng là làm người ta kinh ngạc, lại giết đồ đệ của tông sư, bây giờ lại bị giam một ngục giam căn bản không ra được, thật không biết nên nói cậu ta ngốc hay thông minh. Trong lòng Dương Tu cảm thán một hồi. Lôi tông sư, tôi biết ngài ở trong giới cổ võ có địa vị cao, nhưng mà quy củ của ngục giam thứ năm, nhiều năm như vậy cũng không ai phá nổi, hơn nữa bước vào ngục giam thứ năm, kỳ thật cũng không khác gì bị phán tử hình. Không chừng người ông muốn giết ngày mai sẽ chết dưới tay người bên trong cũng nên, cho nên vẫn là mời về đi đi. Dương Tu nhìn lôi uyên hành mở miệng. Lôi uyên hành hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không giết cậu ta, khó giải mối hận trong lòng tôi. Dương Tu lại căng thẳng, sợ lôi uyên hành trong lúc giận dữ nhất thời, tiện thể cũng giết luôn ông ta. Trong lúc hai người rằng co, hơn 10 thân ảnh từ bên phía tòa nhà kia vọt ra, nhanh chóng bao vây lôi uyên hành lại. Trong những người này có không ít người biết lôi uyên hành, sau khi nhìn thấy ông ta, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc lôi uyên hành nhìn qua những người này lạnh lùng nói sao thế chẳng lẽ mấy người cho rằng chỉ như vậy có thể ngăn được tôi lôi tông sư chúng tôi chẳng qua là làm việc theo quy định xin ông có thể hiểu cho bọn tôi dương tu mở miệng hừ thu của đồ đệ tôi nhất định phải báo tôi cam đoan với mấy người tôi chỉ giết cậu ta giết xong sẽ đi lôi uyên hành lạnh lùng nói sắc mặt mọi người đều nghiêm túc nếu như có một cao thủ tông sư muốn cố ý xông vào, bằng bọn họ chỉ sợ đúng là không có cách nào ngăn lại. Ngay lúc trong lòng bọn họ không yên, lại có một thân ảnh xẹt qua hướng này, người nọ bước đi trên nóc nhà của tòa nhà lớn, sau đó thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng dẫm lên cành cây, sau đó chậm rãi đáp xuống trước mắt bọn dương tu. Lôi huynh, anh hẳn là biết rõ cao thủ nội kình ở đây có quy củ thế nào, thực lực của anh mạnh mẽ, chúng tôi có lẽ không quản được nhiều như vậy nhưng mà nếu như anh cố gắng muốn phá hỏng quy củ của chúng tôi, thì có chút không nói được rồi. Người nói mặc một bộ trường bào hai màu đen trắng, tóc búi lên, tóc của ông ta cũng trộn lẫn trắng đen, nhìn có vẻ có phần tiên phong đạo cốt. Đám người dương tu nhìn thấy người này xuất hiện, trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi, bởi vì, người này chính là trưởng ngục giam của mục giam thứ năm, Tống Côn, cũng là một cao thủ tông sư thứ thiệt. Lôi uyên hành nhìn chằm chằm vào Tống Côn trước mặt, mở miệng nói Tống Côn, mấy năm không gặp, khí thế của cậu lại mạnh hơn không ít, xem ra mấy năm nay thực lực tăng không chậm mà. Tống Côn cười cười, nói, Lôi Huynh nói đùa, tôi vào cảnh giới Tông Sư muộn hơn anh mấy năm, so với tích lũy thâm hậu của Lôi Huynh, tôi vẫn còn kém nhiều. Lôi Huyên Hành cũng không để lời khen tặng của Tống Côn trong lòng, tiếp tục mở miệng nói, hẳn là cậu biết rõ tính tình của tôi, đồ đề của tôi bị giết hại. Mà cậu ta bây giờ đang ở trong ngục giam này, nếu như là người đã bị giam vào ngục, cho dù bị tôi giết cũng không sao, mong rằng có thể sắp xếp qua. Tống Côn cũng không vì Lôi Uyên Hành là cao thủ tông sư thành danh nhiều năm trước mà sinh ra bất luận tâm lý hèn mọn gì, sau khi ông ta nghe được lời của Lôi Uyên Hành, chỉ cười cười, nói: "Lôi huynh, quy củ không thể tùy tiện phá, chúng ta giam giữ ở đây, đều có không ít người bị cao thủ bậc tông sư nhìn chằm chằm vào, nhưng không có một vị tông sư nào có thể đi vào giết người." một khi tôi mở ngoại lệ này cho anh, sau này chỉ sợ sẽ liên tục có người đến tìm không ngừng, đến lúc đó thanh danh của ngục giam thứ năm tôi khó có thể giữ được, tôi là trưởng ngục giam, cũng không cần làm nữa, cho nên xin lôi huynh thứ lỗi. Thầy Tống Côn từ chối, lôi huyên hành biết mình không có cách nào trực tiếp xông vào giết lâm thanh diện rồi, Tống Côn cộng thêm hơn 10 vị cao thủ ở đây, nếu như muốn đánh, ông ta không thể chiếm thế thượng phong được. Lâu sau, lôi huyên hành hừ lạnh một giếng, rồi trực tiếp ngồi xuống đất đã như vậy, tôi sẽ chờ ở đây, tên kia một ngày chưa chết, tôi sẽ một ngày không đi. chương 712, Chiếm núi Sương Vương Ngục giam thứ 5 Trên một ngọn đồi không cao không thấp, Lâm Thanh Diện đang ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái vòng tay ở cổ tay mình, thử lấy xuống, đáng tiếc thử nghiệm nhiều lần cũng không lần nào thành công. Mà cách Lâm Thanh Diện không xa, một tên mập đang thở hồng hộc chém một cây đại thú, bên cạnh anh ta đã có mấy gốc cây, anh ta tầm trong tay là một chiếc búa giản dị làm từ đá tảng, mặc dù cố sức chém, nhưng mà đối với cao thủ nội kình có chút thành tựu mà nói, cái này không tính là gì. Tên mật này chính là người trước kia trốn một bên, muốn ngựa ông đắc lợi, lúc anh ta chuẩn bị chạy trốn, Lâm Thanh Diện bắt anh ta trở về, hơn nữa không đối xử giống như ba người kia, giết anh ta đi. Sở dĩ giữ lại tính mạng của tên mật này, một là vì Lâm Thanh Diện vẫn không hiểu rõ tình huống trong mục giam thứ năm. Cho nên cần phải có người giải thích một chút với anh, cái nữa là vì Lâm Thanh Diện không cảm nhận được mùi máu tanh như ba người đã chết trong tay anh trên người của tên mập này. Bị giam vào ngục giam này, có hơn nửa khả năng đều là vì những người vô cùng tàn bạo, nhưng mà cũng có không ít người giống với Lâm Thanh Diện, vì báo thù mà ra tay giết người, cuối cùng bị nhốt vào trong này. Ánh mắt của tên mập này so với ba người kia trong veo hơn nhiều, sau khi suy nghĩ, Lâm Thanh Diện giữ anh ta, đương nhiên Nguyên nhân lớn nhất trong đó là Lâm Thanh Diện muốn tìm một ô xin miễn phí, ví dụ như là tên mập vào buổi tối hôm trước bị yêu cầu phải dựng một cái nhà gỗ, nếu không sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nói quản lý ngục giam sẽ thông qua vòng tay này để khống chế chúng ta trừ bọn họ ra, vòng tay này căn bản không thể nào lấy xuống. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Tên mập quay đầu lướt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, đúng thế, anh cũng đừng xem thường cái vòng tay này, cái vòng tay này không những truy tung được vị trí của anh, vào lúc quan trọng có thể phóng ra dòng điện siêu áp, lập tức làm anh tê dại, cho dù cao thủ nội kinh đại thành, dưới dòng điện siêu áp này cũng không chống nổi một giây đồng hồ. Lâm Thanh Diện nhíu mày, không ngờ cái vòng tay nho nhỏ này lại còn có tác dụng lợi hại như vậy. Vật này là trên đường đến, Bành Vân đeo cho anh, nói là yêu cầu thống nhất của ngục giam thứ năm, dùng để định vị, sớm biết thứ này còn có thể phóng diện, chắc chắn anh sẽ không đeo, bây giờ mới biết là bị Bành Vân lừa rồi khó trách trên đường đến Bành Vân vừa đi vừa có tâm tư thưởng thức phong cảnh dọc được, thì ra là yên tâm có chỗ dựa. Không tiếp tục dối rắm chuyện vọng tay nữa, dù sao tất cả mọi người ở đây đều có, bây giờ anh là một phạm nhân, quả thật cũng cần một số nghi thức. Lão đại, tôi nói không phải chứ, chúng ta thật sự không cần phải xây nhà ở nơi này, ở trong này, phương pháp sống sót dễ dàng nhất chính là trốn khắp nơi, trực tiếp định xuống như ơn vậy, quả thật là làm bia ngắm cho người khác. Tên mập nói một câu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chừng mắt liếc anh ta một cái, nới, bảo cậu làm thì làm đi, đừng nói nhả, trước khi mặt trời lặn mà không xong tôi sẽ tiến cậu đi gặp Diêm Vương. Tên mập không dám nói gì nữa, vội vàng đi đóng cọc gỗ. Trạng vạng tối, tên mập đã mệt mỏi thở không ra hôi nhìn căn nhà gỗ rừng thành công, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng mà miễn cưỡng có thể ở được, thở dài một hơi. Lâm Thanh Diện thấy tên mập hoàn thành nhiệm vụ, không nói gì thêm. Sau khi mang đồ đạc của mình bỏ vào trong nhà gỗ, lại hỏi tên mập xem trong này ăn cơm thế nào. Tên mập nói trong ngực giam, mỗi ngày chỉ có một cơ hội ăn cơm, 8 giờ tối, tất cả mọi người đều có thể đến cửa chính nhận một phần cơm đựng trong cặp lồng. Cặp lồng đựng cơm này là thức ăn cung cấp cả một ngày của bọn họ. Lúc lấy cặp lồng đựng cơm, tất cả mọi người đều không thể tùy tiện ra tay cướp đoạt cơm của người khác, nếu không sẽ bị điện trừng phạt. Cho nên trong nửa tiếng nhận cơm, là thời gian bình tĩnh nhất của cả ngục giam. Nhưng mà quy định chỉ để ý đến nửa tiếng nhận cơm, qua thời gian này hoặc là rời khỏi khu vực cửa chính sẽ không được quản lý ngục giam bảo vệ nữa, cặp lồng đựng cơm bị giành đi mất cũng là đáng đời. Bởi vậy thời gian sau khi nhận cặp lồng đựng cơm, thường thường là thời điểm máu tanh nhất trong ngục giam. Dưới tình huống thức ăn rất ít ỏi, có người vì có thể ăn nhiều hơn một phần cơm, căn bản không để tính mạng của người khác vào mắt. 8 giờ tối Lâm Thanh Diện đi theo tên mập đến vị trí cửa chính, nhìn thấy bên kia sắp một dãy cặp lồng đựng cơm chỉnh tề, đã có không ít người qua đó xếp hàng lấy, mỗi người chỉ lấy một phần, không ai dám lấy thêm. Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát qua những người đang xếp hàng kia, phát hiện khí thế trên người bọn họ cũng không yếu, nhưng mà chủ yếu vẫn là nội kinh tiểu thành, cũng không có nhìn thấy mấy cao thủ nội kinh đại thành. Dựa theo cách nói của tên mập, cao thủ nội kinh đại thành hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy tiểu đệ, bọn họ sẽ để tiểu đệ đến lấy cơm, sẽ không tự mình đến. Sau khi đi cùng lấy cặp lồng đựng cơm, Lâm Thanh Diện cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình có chút không tốt lành, gương mặt của tên mập cũng không yên, bởi vì ánh mắt của Lâm Thanh Diện liếc cũng có thể nhìn ra, cặp lồng đựng cơm của người mới thường thường là dễ cướp nhất. Quả nhiên, trên đường hai người trở về, tổng cộng gặp bốn vòng vây, trong đó hai lần chỉ có một người, mà hai lần khác là tổ hai người những người này không biết thực lực của lâm thanh diện cho rằng lâm thanh diện là một người mới hơn nữa trẻ như vậy khẳng định vô cùng dễ cướp nhưng mà kết quả sau đó lại không như bọn họ nghĩ cặp lồng đựng cơm trong tay những người này cuối cùng cũng rơi vào trong tay lâm thanh diện tên mập nhìn thấy lâm thanh diện thỏ ai mái cướp lại cặp lồng của người khác như vậy khiếp sợ có chút nói không nên lời khó trách những cao thủ nội kình đại thành đó đều rất ít khi tự mình đi lấy cặp lồng đựng cơm với thực lực của bọn họ cho dù tùy tiện cướp lấy, cũng sẽ không bị đói được. Trở lại trong nhà gỗ, Lâm Thanh Diện để bảy phần cơm trong tay mình xuống, tên mập nhìn cặp lồng cơm duy nhất trong tay mình, nhìn Lâm Thanh Diện phía bên kia, con mắt cũng trợn trắng. Lâm Thanh Diện chú ý đến ánh mắt của tên mập, tự mình để lại hai cặp lồng đựng cơm, đưa phần dư còn lại cho tên mập. Tôi ăn như vậy là đủ rồi, hôm nay cậu giúp tôi xây nhà gỗ, những thứ này xem như là trả thù lao cho cậu, tôi thấy cậu cũng không phải là người dễ làm chuyện hung ác tàn bạo bị giam vào trong này nhất định là vì vấn đề tình cảm gì đó tôi cũng không làm khó cậu ăn xong bữa cơm này cậu có thể đi lâm thanh diện mở miệng tên mập nhìn sáu phần cơm trước mặt mình trực tiếp rơi lệ rồi anh ta đã không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa từng no với hình thể của anh ta mỗi ngày chỉ có thể ăn một phần cơm nho nhỏ sao có thể đủ ăn được lão đại anh chính là cha mẹ sống của tôi vậy tôi trước không khách khí nữa Tên mập nói một câu với Lâm Thanh Diện, sau đó bắt đầu lang thôn hổ yết. Lâm Thanh Diện không nói gì, cũng bắt đầu ăn cơm, hai cặp lồng dựng cơm, với anh mà nói là đã đủ rồi, về phần sau này, anh cũng không lo lắng nhiều, dù sao không đủ ăn thì đi cướp của người khác, ở đây, anh cũng không có chút áy náy nào. Không bao lâu, tên mập giải quyết sạch sẽ sáu cặp lồng đựng cơm, ợ lên một cái. Anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, đứng lên, cung kính vái Lâm Thanh Diện nói lão đại tôn nguyệt bán tôi không phải là sói mắt trắng hôm nay anh đã chịu cho tôi cơm ăn vậy tôn nguyệt bán tôi đây cũng sẽ không để lão đại anh phải lỗ vốn từ hôm nay trở đi tôi sẽ tiểu đệ của anh dù là có chuyện gì anh cũng có thể sai bảo tôi tôn nguyệt bán tôi bảo đảm dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không phản bội lâm thanh diện nhìn tên mập cười cười nói tùy cậu hôm sau tên mập đang nằm trên một cây đại thụ cách nhà gỗ không xa ngáy to ngủ đúng lúc này có tiếng người chạy qua làm anh ta lập tức bừng tĩnh. Anh ta mở to mắt, nhìn thấy Lâm Thanh Diện bảy vỏ đến cây đại thụ cao nhất trước mắt, mũi chân điểm nhẹ, mấy bước đã lên đỉnh cao nhất của cây cổ thụ. Sau đó một giọng nói vô cùng hùng hậu, lập tức truyền khắp phạm vị 1.000 mét vuông quanh đó. Hôm nay, Lâm Thanh Diện tôi chiếm núi Sương Vương, phàm là người nào bước vào lãnh địa của tôi, giết không tha. chương 713, trồng khoai tây giọng nói của Lâm Thanh Diện truyền đi rất xa, những người đang hoạt động gần đó sau khi nghe được lời nói của anh, không ít người đều cười ra tiếng. Loại chuyện chiếm núi Sương Vương này, trong ngục giam thứ năm, không phải là không có, chỉ có điếu những người đó thế nào, cuối cùng cũng chết vô cùng thảm, cho nên nghe thấy lúc này còn có người làm như vậy, bọn họ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Gương mặt của tên mập cũng vô cùng sốt ruột nhìn Lâm Thanh Diện, nào có thể đoán được Lâm Thanh Diện lại đột nhiên nhảy ra như vậy, vốn Lâm Thanh Diện dựng nhà gỗ ở đây, cũng đã làm anh ta lo lắng. Bây giờ Lâm Thanh Diện lại trực tiếp thông báo chỗ ở của anh cho mọi người ở dây, đây không phải rõ ràng là để người khác xem bọn họ như là bia ngắm sao. Đợi sau khi Lâm Thanh Diện xuống, tên mập vội vàng chạy đến bên cạnh, gương mặt vô cùng sốt ruột nói, lão đại, anh chiếm núi Sương Vương thì cứ chiếm núi Sương Vương, tại sao phải hét lên chứ, lúc này khẳng định đã có người nhắm vào chúng ta, chúng ta thừa dịp còn chưa có ai đến tìm phiền phức, Đi trước đi, căn nhà gỗ này tôi tự ở, quay lại tôi sẽ làm cho anh một căn mới." Lâm Thanh Diện cười nhìn tên mập, mở miệng nói, không hô một tiếng, sao bọn họ có thể biết ngọn núi này là của tôi, nếu có người đến tìm phiền phức, tôi ra tay đánh bọn họ chạy là được, cái này không cần cậu phải quan tâm. Tên mập thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, cũng không phản bác gì, nghĩ tốt xấu gì Lâm Thanh Diện cũng là cao thủ nội kinh đại thành, trong thời gian ngắn, có lẽ không gặp phải phiền phức quá lớn mà sở dĩ Lâm Thanh Diện làm như vậy, chính là vì để người đến tìm phiền phức. Mặc dù bây giờ anh đang bị giam ở ngục giam thứ năm không thể ra ngoài, nhưng mà Lâm Thanh Diện chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ ở nơi này cả đời. Mà một khi ra ngoài, anh vẫn phải đối mặt với lôi uyên hành như trước, cho nên anh phải thừa dịp lôi uyên hành không thể nào giết vào ngục giam thứ năm này, nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Chiến đấu, không thể nghi ngờ là đường tắt tăng thực lực nhanh nhất trong ngục giam thứ năm này cao thủ nhiều như mây, Lâm Thanh Diện đương nhiên là muốn lợi dụng tốt cơ hội này, anh không muốn tự mình đi tìm người khác, biện pháp tốt nhất là để người khác tìm để tận cửa. Lão, lão đại, mặc dù tôi đã quyết định làm tiểu đệ của anh, nhưng mà thực lực này của tôi, thật sự cũng không giúp được anh quá nhiều, đến lúc có người đến làm phiền, anh có thể đừng đem tôi ra làm bia đỡ được không? Gương mặt tên mập vô cùng sầu lo nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, nói yên tâm, tôi giữ cậu lại đương nhiên có chỗ hữu dụng để cậu làm bia đỡ quá lãng phí có tác dụng gì tên mập mở miệng hỏi xòe tay lâm thanh diện mở miệng vẻ mặt tên mập nghi ngờ à, nhưng mà vẫn đưa một tay ra lâm thanh diện bỏ hai cái gì đó tròn vo vào trong tay tên mập tên mập cúi đầu nhìn qua ánh mắt vốn không lớn híp lại đây là khoai tây không sai hai củ khoai tây này là tài sản quan trọng nhất của chúng ta cậu nhất định phải giữ gìn nếu như làm hỏng rồi, tôi sẽ vặt đầu cậu xuống." Lâm Thanh Diện mở miệng. "Bàn tử càng thêm kỳ quái, nói, không phải chỉ là hai củ khoai tây sao, có cái gì quan trọng, hai củ này cộng lại cũng không đủ cho tôi nhét kẽ răng." Lâm Thanh Diện liếc tên mập, nói, "Đây cũng không phải là để cho cậu ăn, hai củ khoai tây này chỉ dùng để trồng, lát nữa tôi sẽ chỉ cậu cách cắt khối thế nào, sau này cậu sẽ phụ trách trồng khoai tây, mỗi bữa cơm sau này có thể ăn no hay không, đều phải xem kỹ thuật trồng của cậu rồi." hai con mắt của tên mập lập tức mở lớn, có chút không thể tưởng tượng nhìn Lâm Thanh Diện. Không ngờ Lâm Thanh Diện mang hai củ khoai tây vào, thế mà để chồng. Anh ta lập tức cảm nhận được trí tuệ của Lâm Thanh Diên. Trong ngục giam thứ năm nay thức ăn rất thưa thớt, tất cả mọi người đều chỉ biết tàn sát lẫn nhau cướp thức ăn, cho đến bây giờ cũng không ai muốn tự mình trồng thức ăn. Dù sao những người này trước khi vào đây đều là người có năng lực khắp nơi, chưa bao giờ thiếu ăn, mà sau khi vào đây lại phải lo lắng hãi hùng căn bản không nghĩ đến lấy mấy loại hạt giống rau ra trồng. Cho dù thật sự có người nghĩ đến biện pháp này, cũng không thấy có thể làm thành công, dù sao rau củ có thể còn chưa lớn, người có thể đã không còn rồi. Lâm Thanh Diện cũng không để những vấn đề này vào mắt, nếu là mình ở đây còn không sống lâu bằng khoai tây, vậy không bằng tự mình kết liễu đi. Cứ như vậy, Lâm Thanh Diện bắt đầu cuộc sống vua núi ở ngục giam thứ năm. thủ hạ của anh chỉ có một mình tên mập, chức vụ phân phối trước mắt cho tên mập, là chuyên viên trồng khoai tây, là lâm thanh diện chịu trách nhiệm bảo an của ngọn núi này, phụ trách đánh tất cả những người cố gắng xâm phạm lãnh thổ của mình. Ngày đầu tiên lâm thanh diện tuyên bố chiếm núi Sương Vương, tổng cộng có 8 vị cao thủ nội kình tiểu thành đến khiêu khích. Chủ nhiệm bảo an lâm thanh diện trực tiếp ra tay, đánh những người này đến ngoan ngoán, sau đó sử dụng sức lực trong cơ thể mình, tạm thời phế đi nội kình của bọn họ. Một chiêu này là lâm thanh diện học được trên bản bí tịch võ công này. Mặc dù không rõ quyển bí tịch võ công này đến cùng thuộc về môn phái nào, nhưng mà Lâm Thanh Diện có thể phát hiện được một số thứ vô cùng diệu kỳ trong đó. Ví dụ như anh dựa vào một trang nào đó phát hiện trên cơ thể con người có một số huyệt vị, có thể tạo thành tình huống khiến người hô hấp lộn xộn. Cao thủ nội kinh vận dụng nội kinh, dựa vào phương pháp thổ nạp, nếu như hô hấp lộn xộn, sẽ không thể tuyên chuyển được nội kinh trong cơ thể, không khác gì với người thường. Cũng chính là học được chiêu này, Lâm Thanh Diện mới có suy nghĩ chiếm núi Sương Vương, một chiêu này có lẽ không dùng được với nội kinh đại thành, nhưng mà chỉ cần nội kinh tiểu thành đánh mất sức chiến đấu, vậy anh có thể lưu lại tính mạng cho bọn họ, lại không cần lo lắng tình huống bọn họ hợp lại tấn công. Như vậy trên ngọn núi của Lâm Thanh Diện này, xuất hiện rất nhiều nhân công miễn phí. Tên mập sợ hãi nhìn thủ đạo ẩn của Lâm Thanh Diện, sau khi 8 người nội kinh tiểu thành này phát hiện mình mất sức chiến đấu, đều quá sợ hãi, cả đám đều thành thành thật thật đi theo tên mập trồng khoai tây. Tòa nhà ngục giam, trong phòng giám sát. Hai ông lão đánh cược với Dương Tu ngồi ở đây, trên màn hình lớn trước mặt bọn họ, có vô số màn ảnh, giám sát nghiêm nghiêm ngặt ngặt toàn bộ mọi nơi của ngục giam thứ năm. Mặc dù ngục giam thứ năm là mấy ngọn núi bị vây lại, nhưng trên từng cọng cây ngọn cỏ trên này, cũng có thể vì quản lý ngục giam giám sát phạm nhân bên trong mà bố trí các camera siêu nhỏ tên nhóc mới đến kia buổi sáng lại tuyên bố mình muốn chiếm núi Sương Vương, thật sự buồn cười, tôi đoán là bây giờ cậu ta đã bị đánh chết rồi. Người trẻ tuổi làm việc, quả nhiên là đầu óc không thông, lão Dương lại cứ cảm thấy tên nhóc này có thể sống hơn 10 ngày, thật sự là quá ngây thơ. Chuyển hình ảnh đến khu vực của tên nhóc kia, xem xem cậu ta bây giờ thế nào rồi. Sau đó hai người cắt hình ảnh trên màn hình đến đỉnh núi chỗ Lâm Thanh Diện. Sau khi tình hình trên đỉnh núi đập vào mắt, Hai ông lão đều mở to hai mắt nhìn Chỉ thấy trên đỉnh núi này Lâm Thanh Diện đang ngồi trước nhà gỗ Chăm chú xem một quyển bí tịch cũ Mà cách đó không xa Tên mập đang dẫn theo tám người cầm cái quốc tự chế Đơn giản khai khẩn đất hoang Ánh trời chiều chiếu lên đỉnh núi này Làm bức hình này rất có cảnh tượng điền viên Đây, đây là có chuyện gì Bọn họ sao lại hài hòa như vậy Một ông lão kinh ngạc kêu lên Trời ạ, à, tên nhóc này đến cùng là yêu quái gì cậu ta lại chế phục chín cao thủ trong ngục giam thứ năm, còn để bọn họ ngay ngắn trật tự bắt đầu trồng trọt sao. Nhất thời, Lâm Thanh Diện đã trở thành người nổi tiếng trong ngục giam, tất cả mọi người nghe nói chuyện này, vừa có thời gian, sẽ chạy đến xem Lâm Thanh Diện chỉ huy mọi người trồng trọt. chương 714, Thành Quả Hai tháng sau, trên nơi ở của Lâm Thanh Diện, ánh nắng đầu tiên của sáng sớm sẽ chiếu xuống đây, tiếng chim kêu đánh thức sự sống nơi này, đập vào mắt có thể thấy, nơi gò núi vốn hoang vu này, giờ đã trở nên xanh nát bạt ngàn, từng mảng ruộng khoai được chăm sóc đến bừng bừng sức sống. Dây khoai đã bao trùm gần một phần ba gò núi. Vốn chỉ có một gian nhà gỗ, lúc này đã biến thành hơn 10 gian, có không ít những ngôi nhà gỗ đã được trang trí, phong cách rất khác lạ. Tên Mập là người đầu tiên bước ra từ căn nhà gỗ, anh ta cảm nhận ánh nắng buổi sớm, rũi thắt lưng, toàn thân tràn ngập vẻ thoải mái và dễ chịu anh ta đã ở trong ngục giam thứ năm này mấy năm, chỉ có hai tháng này là thoải mái nhất, có lâm thanh diện, anh ta căn bản không cần lo lắng cho sự an nguy của bản thân, không còn phải lo lắng như quá khứ nữa, việc anh ta phải làm là làm theo yêu cầu của lâm thanh diện, trồng khoai tây. Qua hai tháng phát triển, nhân số trên ngọn núi của bọn họ đã hơn 18 người, những người này đều nghe nói lâm thanh diện chiếm núi làm vua, đến đây khiêu khích. Có điều cuối cùng bị Lâm Thanh Diện thu phục ngoan ngoãn, Đương nhiên, số người thực sự đến đây tìm phiền phức phải gấp đôi số người ở lại trên núi, có một nửa số người không chịu nghe lệnh Lâm Thanh Diệt, cuối cùng đều mất mạng. Điều duy nhất khiến Lâm Thanh Diệt có chút tiếc nuối, những người mà anh thua phục được, toàn bộ đều là cao thủ nội kình tiểu thành, không có lấy một người có nội kình đại thành. Những cao thủ nội kình đại thành tổng cộng có ba vị, tuy rằng cuối cùng đều thua trong tay Lâm Thanh Diệt, nhưng thủ đoạn của Lâm Thanh Diệt không thể khống chế được nội kình của bọn họ, hơn nữa cao thủ nội kình khó chơi, cuối cùng đều để bọn họ chạy mất. Một tháng trước, ngọn núi của Lâm Thanh Diện đã được đặt tên là Hoài Sơn, tên này đương nhiên là để Lâm Thanh Diện biểu đạt sự nhớ nhung đối với Hứa Bích Hoài, sau một tháng, danh tiếng của Hoài Sơn đã lan truyền khắp ngục giam thứ năm. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ kẻ chiếm núi làm vua này đầu óc bị úng nước, rõ ràng là muốn chết mới dám ngang nhiên để người khác biết được vị trí của mình như vậy. Đến sau này Lâm Thanh Diện đánh bại vị cao thủ nội kinh đại thành đầu tiên, mọi người mới ý thức được, sở dĩ Lâm Thanh Diện dám ngang nhiên như vậy là bởi vì anh tự tin với thực lực của chính mình. Sau đó anh lại liên tiếp đánh bại hai cao thủ nội kinh đại thành, lại càng khiến ngục giam thứ năm chấn động, đến giờ, uy danh của Hoài Sơn đã vượt ra ngoài, không ai dám coi thường người ở Hoài Sơn nữa, bọn họ đều hiểu rõ, ở đây có một vị cao thủ tuyệt đỉnh, không phải ai cũng chọc được. Hôm nay tên mập có vẻ kích động hơn bình thường rất nhiều, bởi vì theo cách nói của Lâm Thanh Diệt, hôm nay là ngày khoai tây chín, nhiệm vụ của anh ta ngày hôm nay là kiểm tra thành quả sau 2 tháng nỗ lực. Bởi vì nhân số trên núi Tăng, tên mập cũng được thăng chức từ chuyên viên trồng khoai lên đội trưởng đội sản xuất, trong khoảng thời gian này anh ta chỉ phụ trách chỉ huy cấp dưới trồng trọt, xây nhà, không phải tự mình động tay, có thể nói là cực kỳ thoải mái. Lâm Thanh Diện muốn tên mập có thể quản lý tốt những người này nên đã truyền lại thủ đoạn phế bỏ nội kình trong thời gian ngắn cho tên mập, bởi vì thủ đoạn này chỉ có thể duy trì liên tục một thời gian, sau đó sẽ mất hiệu lực, để phòng tránh đám người này chạy trốn, cứ một khoảng thời gian lại cần thay mới một lần. Lâm Thanh Diện ngại phiền phức liền bảo tên mập để ý chuyện này, qua thời gian ở chung, Lâm Thanh Diện phát hiện tên mập là người khá đáng tin, hơn nữa còn là một người lòng dạ lương thiện hiếm thấy tại ngục giam số 5, cho nên anh không hề lo lắng anh ta sẽ phản bội. Huống chi, cho dù anh ta có phản bội Lâm Thanh Diện cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy. Tên mập rất cảm động vì Lâm Thanh Diện dám dạy cho anh ta thủ đoạn khủng bố như vậy, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Lâm Thanh Diện giao cho, tuyệt đối không phụ lòng Lâm Thanh Diện. Dậy đi nào, đừng ngủ nữa, mặt trời dọi xuống mông rồi. Tên mập cao giọng hô. Không lâu sau, người trong phòng đều ra ngoài. Những người này tuy đều bị phế mất nội kinh, còn bị đối xử như lao động khổ sai, trong lòng đều ôm oán giận, nhưng thời gian bọn họ ở đây lại không phải lo lắng sợ hãi. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng thưởng đồ ăn cho họ, chuyện này khiến bọn họ cũng từ từ chấp nhận sự thật. Ít ra, so với việc ở với một đám người suốt ngày muốn giết mình thì ở đây trồng cho thoải mái hơn nhiều. Không lâu sau, tên mập dẫn mọi người đến ruộng khoai tây, bắt đầu nhổ khoai. Tất cả đều hưng phấn, dù sao đây cũng là khoai do bọn họ tự tay gieo trồng, hơn nữa có khoai tây rồi, bọn họ không lo bị đói nữa mà lúc này trong tòa cao ốc nhà giam tại phòng quan sát có mười mấy người đứng ở đây nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình trong ánh mắt có chút kích động trên màn hình lúc này là cảnh tên mập dẫn một đám người đi nhổ khoai tây đúng là không ngờ tới đám người này có thể trồng thành công khoai tây được tôi đã quan sát hơn một tháng giờ lại thấy có chút vui vẻ dương tu mở miệng cười lâm thanh diện dễ dàng sinh tồn tại ngục giam thứ năm hai tháng khiến Dương Tu thắng đậm hai lão già kia một khoản. giờ ông ta nhìn Lâm Thanh diện ngày càng thuận mắt. trồng khoai tây không phải chuyện chơi đùa, quan trọng là nơi này là ngục giam thứ năm. một đám oai phong ở bên ngoài giờ lại bắt đầu đi trồng khoai, đây mới là chuyện thú vị. haha, ha, tôi nghĩ chắc là do làm việc ở đây quá nhàm chán rồi nên thấy bọn họ trồng khoai tây rất thú vị. không phải bọn họ còn chưa đụng phải nhân vật ghê gớm à? chờ những kẻ đó tìm đến, ngày lành của bọn họ sẽ chấm dứt. lúc này. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Tất cả mọi người không hề phản bác, dường như ngầm chấp nhận ý kiến này. Khi Lâm Thanh Diện bước ra ngoài, đã thấy tên mập đang dẫn một đám người mồ hôi đầm đìa nhổ khoai tây, trên mặt đất đã chất một đống lớn khoai tây mới ra lò, trên mặt cũng đầy vẻ phấn khởi. "Lão đại, mau nhìn khoai tây bọn tôi mới nhổ này, to thế kia, chúng ta không lo ăn không đủ no nữa rồi." Tên mập nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi ra liền cười cười gọi anh một tiếng. Lâm Thanh Diện chỉ gật đầu cười, sau đó lấy ra một cái ghế gỗ, ngồi trước cửa nhà, lấy quyển bí kíp võ công kia ra. Anh đã mất ngủ cả đêm để nghiên cứu cách dạy người mới luyện tập sức mạnh căn bản trên cuốn bí kíp này. Trải qua hơn 2 tháng nghiên cứu, Lâm Thanh Diện đã hiểu thấu đặc điểm của cuốn bí kíp này, đây là một loại lý luận võ học hoàn toàn khác biệt với nội kinh. Trong đó có rất nhiều những thủ đoạn đơn giản nhưng thực tế, còn có một vài chiêu thức mới nhìn khá lại hại cùng với ba chiêu thức ghi rõ là tuyệt chiêu, có lực công kích mạnh nhất. Mặc dù tất cả những chiêu thức này Lâm Thanh Diện đã dùng nội kinh để thi triển thử, nhưng hiệu quả đạt được cực ít, điều này khiến Lâm Thanh Diện không khỏi hoài nghi quyển bí kíp này là giả. Nhưng đến đêm hôm qua, Lâm Thanh Diện cuối cùng cũng hiểu được phương pháp tu luyện sức mạnh căn bản trong quyển bí kíp này, gọi là công pháp. Cách giảng giải về công pháp trong quyển bí kíp này khá khó hiểu, Lâm Thanh Diện đọc cả đêm cũng không hiểu được. Ngay vào lúc Lâm Thanh Diện đang cau mày suy nghĩ về đạo lý trong quyển bí kíp thì một cơn gió lướt qua, Lâm Thanh Diện không cầm chắc cuốn bí kíp, đánh rơi xuống đất. Anh vươn tay nhặt cuốn sách lên, phát hiện mình đã cầm ngược, ngay vào lúc anh đang định xoay lại, trong đầu bỗng đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, ánh mắt anh liền sáng rực. Chương 715, Huyền công. Quyển bí kíp này giảng giải về chiêu thức vô cùng rõ ràng, mình vừa nhìn đã hiểu được, nhưng chỉ có môn công pháp này là tối nghĩa khó hiểu, có lúc văn chương còn cụt ngủn, khiến người ta không nghĩ ra. Giờ ngẫm lại, có phải người viết cuốn bí kíp này muốn để phòng cuốn sách này rơi vào tay người ngoài, cố ý tạo ra độ khó, khiến những người đọc quyển sách này không thể nào học được công pháp bên trong, cho dù có học được chiêu thức cũng không thể phát huy được sức mạnh nên có. Mà căn cứ vào nghiên cứu đêm qua của mình, môn công pháp này, nếu tu luyện theo hướng ngược lại, hình như sẽ thông thuận hơn một chút suy đi tính lại, Lâm Thanh Diện nhanh chóng cầm quyển bí kíp lên, lật đến trang giảng giải về công pháp, thử làm theo những căn cứ bên trên vận hành một lần, phát hiện vậy mà không hề tắc nghẽn. Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện bất ngờ vui vẻ vô cùng, hai tháng, cuối cùng anh cũng chạm được đến bí mật của quyển bí kíp này. Đặt quyển bí kíp xuống, Lâm Thanh Diện lại vận hành thêm một lần nữa, phát hiện ra nơi đan điền mơ hồ nóng lên, dường như có một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện giữa đan điền, Tuy vô cùng yếu ớt nhưng Lâm Thanh Diện vẫn cảm nhận được. Quyền bí tịch này nói công pháp và phương pháp thổ nạp nội kình có chỗ tương tự, nhưng lại phức tạp hơn phương pháp thổ nạp rất nhiều, có thể nói, nhìn thấu thứ công pháp này xong, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy phương pháp thổ nạp nội kình có chút đơn giản. Lẽ nào môn công pháp này là bản nâng cấp của phương pháp thổ nạp? Nếu vậy sức mạnh sau khi tu luyện thành môn công pháp này, chẳng phải còn gấp mấy lần nội kình ư? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra một tia khiếp sợ, nếu môn công pháp này thực sự là nâng cấp của nội kinh, vậy chờ sau khi anh luyện thành, không biết bản thân sẽ có sức mạnh thế nào. Một cơn hưng phất không tên dâng lên trong lòng, Lâm Thanh Diện có thể dự cảm được, nếu như mình có thể luyện thành môn công pháp này, phối hợp với tuyệt chiêu trên bí kíp, với sức mạnh nội kinh của bản thân, đến lúc đó dù có là tông sư, e rằng cũng có thể đánh một trận. Lâm Thanh Diện lại tiếp tục xem bí kíp, trên cùng cuốn bí kíp có hai ký hiệu cổ quái, anh vẫn không hiểu đây là gì, giờ anh liền lật ngược cuốn bí kíp lại, phát hiện đây chẳng phải ký hiệu gì cả. Mà là hai chữ được viết đảo chiều qua gương, huyền công. Gần tối, trên hoài sơn, một đống lửa to được đốt lên, bên cạnh đóng lửa, đám tên mập đang ngồi xung quanh, mỗi người cầm một que gỗ, trên que là khoai tây bọn họ mới đảo lên ngày hôm nay. Giờ bọn họ đang nướng khoai. Cơm mà ngục giam thứ năm làm cho bọn họ phải nói là vô cùng khó ăn, hơn nữa lúc nào cũng chỉ có một hương vị, bọn họ lâu lắm rồi không được nếm thử mùi vị khác. Giờ được ăn những củ khoai thơm ngào ngạt này, không ít người sắp khóc. Lâm Thanh Diện bảo bọn họ để lại một phần ba số khoai làm mầm, đến lúc đó lại gieo trồng trên diện tích lớn, sau này bọn họ sẽ có nguồn thức ăn khổng lồ. Quả nhiên đi theo lão đại là tốt nhất, bây giờ mấy tên ở chỗ khác nhất định còn đang nhai đống cơm hộp khó ăn kia, chúng ta lại được ăn khoai nướng, đây là chuyện mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Hừ, khoai cũng là chúng ta trồng, cả ngày anh ta chỉ biết cầm quyển sách xem, nếu không phải đánh không lại anh ta, tôi đã sớm chiếm ngọn núi này rồi. Có người khinh thường nói một câu. Tuy nội kinh bị phế nhưng những người này đã từng là thiên tài, có rất nhiều người không phục. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám nói vậy, ngay trước mặt Lâm Thanh Diện thì không dám. Tên mập trừng mắt nhìn người kia, Nói, đồ ăn cũng không chặn nổi miệng anh à, nếu còn dám nói linh tinh thì cút ngay cho tôi." Người nọ lúng túng, không dám nói gì nữa. Lúc này tên mập lại quay sang nhìn về chỗ cách đó không xa, Lâm Thanh Diện đang đứng trước một cây đại thụ, luyện tập chiêu thức học được từ bí quyết. "Lão đại, ăn khoai đi, đừng luyện nữa." Tên mập mở miệng gọi. Lâm Thanh Diện không đáp lời anh ta, thân thể di chuyển theo gió, hết chiêu này đến chiêu khác, động tác sinh động như mây bay nước chảy khiến cho người ta cảm thấy trôi chảy không gì sánh được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đám người này vốn đang ăn khoai, thấy động tác của Lâm Thanh Diện nhất thời đều dừng lại. Những người này đều đã từng có chút thành tựu ở nội kinh, có sự hiểu biết riêng đối với võ học, mặc dù bây giờ cảnh tượng đang ngồi tụ tập ăn khoai giống một đám nông dân nghỉ ngơi sau khi trồng trọt hơn nhưng bọn họ đã từng là cao thủ thật sự. Cho nên bọn họ đều có thể nhận ra những chiêu thức mà Lâm Thanh Diện đang thi triển lúc này ẩn chứa sự tinh diệu, trình độ nước chảy mây trôi này của Lâm Thanh Diện khiến bọn họ nhìn mà ngẩn ra. Đây, đây là chiêu thức gì? Trước đây tại sao tôi chưa từng biết nhỉ? Quá sinh động trôi chảy, giống như con người và tự nhiên dung hòa làm một vậy, cảnh giới nào mới có thể làm được như vậy? Thôi đi, không phải chỉ là đánh quyền thôi sao? Có gì hay mà xem, dù sao anh ta cũng chỉ là một nội kinh đại thành mà thôi. Có đánh quyền giỏi hơn nữa thì thực lực cũng không thể nâng cao trong thời gian ngắn được, các người không thấy anh ta đánh cái cây đã nhiều ngày rồi à? Đây là một cái cây cổ thụ, chẳng lẽ anh ta còn định một trường đánh gãy cái cây kia? Kẻ vẫn luôn khinh thường Lâm Thanh Diện lại nói một câu. Đúng vào lúc này, Lâm Thanh Diện đã đánh xong một loạt chiêu thức, ngay lập tức, một trường nhanh chóng vỗ lên thân cây. Một nguồn sức mạnh to lớn bộc phát từ lòng bàn tay Lâm Thanh Diện luồng khí vô hình tản ra bốn phía, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, thân cây đại thụ trước mặt Lâm Thanh Diện xuất hiện một vết nứt, vết nứt nhanh chóng toát ra, cả thân cây vì vết nứt này mà mất đi sự cân bằng, đổ dạp về một bên. Thấy cảnh tượng này, người vừa nói bèn ngậm miệng lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ xấu hổ và kiêng rè. Lâm Thanh Diện nhìn cây đại thụ bị mình vỗ cho một trường, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một trưởng vừa nãy là uy lực bộc phát ra từ việc anh kết hợp giữa nội kình và công pháp tu luyện được ghi lại trên bí kíp. Vốn chỉ định thử nghiệm, không ngờ lại có uy lực mạnh như vậy. Nên nhớ đây mới chỉ là ngày đầu tiên anh luyện tập công pháp này, mới chỉ tích lũy một ít sức mạnh, nếu sau này hoàn toàn luyện thành, kết hợp với nội kình, sức mạnh của Lâm Thanh Diện sẽ đạt đến một trình độ kinh khủng. Môn công pháp này tên là huyền công, sức mạnh tu luyện từ bên trong được gọi là huyền kinh, Lâm Thanh Diện kết hợp huyền kinh và nội kinh, có thể bộc phát được sức mạnh mà bản thân không thể nào tưởng tượng được. Về phần huyền kinh và nội kinh có gì khác nhau, Lâm Thanh Diện vẫn chưa hiểu rõ lắm, có lẽ sư phụ sẽ biết, anh chỉ có thể để mấy ngày nữa đến tìm sư phụ hỏi sau khi rời khỏi ngục giam thứ năm. Một buổi chiều, Lâm Thanh Diện đang tu luyện công pháp, lúc này một bóng người bỗng xuất hiện trên hoài sơn, hùng hổ. Tên nào là Lâm Thanh Diện, cút ra đây cho ta, mau giao nộp hết đống khoai tây mấy người chồng được ra đây, bằng không, toàn bộ đều phải chết. Audio điện tử võ tấn bền chương 716, lang Nhân Bảng Lam Thanh Diện hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là một người ăn mặc lôi thôi, đầu tóc xù sạc, trên người tản ra lệ khí hung sát. Trong mắt người này mang theo sát khí nồng đậm, người bình thường nếu như nhìn phải, đều sẽ nảy sinh cảm giác kinh sợ. Tên mập đang dẫn người phát triển khu đất đai mới, mục tiêu của bọn họ đã không chỉ giới hạn trong việc trồng khoai tây, bọn họ có kinh nghiệm phong phú sinh tồn nơi hoang dã, tự nhiên có thể tìm nhiều giống rau dại có thể ăn, bọn họ định đem những loại rau dại tiến hành trồng với quy mô lớn. Nghĩ không cần bao lâu, Hoài Sơn sẽ trở thành nơi có đất trồng rau duy nhất ở nhà giam thứ năm. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của người đó, bọn họ cũng mảnh đầu nhìn về nơi đó, sau đó có người trên mặt lộ ra thần sắc kinh sợ, sau đó hô lên một tiếng là Lý Văn Trác đứng thứ 10 trong lang nhân bảng. Xong rồi, người này thực lực vô cùng mạnh, ở nội kinh đại thành đều là những người đứng đầu, hơn nữa tính cách của anh ta cổ quái, thấy người thì giết, chúng ta vẫn mau chóng chạy đi. Tên mập cũng nhíu mày, không ngờ lần này tìm đến cửa lại là cao thủ trong lang nhân bảng. Đều ngoan ngoãn thành thật đợi ở đây cho tôi, mấy người bây giờ nội kinh bị phế, rời khỏi hoài sơn, chết sẽ càng nhanh hơn. Tên mập nói một câu, sau đó bèn mau chóng chạy về phía Lâm Thanh Diệt, mở miệng nói, lão đại, người này là cao thủ đứng thứ 10 trong lang nhân bảng, thực lực không thể coi thường, thật sự không được thì chúng ta từ bỏ nơi này trước, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lâm Thanh Diệt nhíu mày, không ngờ lần này thật sự đến kẻ mạnh, khoảng thời gian này bọn họ cũng nghe tên mập nói qua về lang nhân bảng. Đây là người quản lý nhà tù căn cứ theo thực lực tổng hợp của những cao thủ trong nhà tù này xếp thành một cái bảng xếp hạng, tổng cộng chỉ có 10 người cao thủ trong lang nhân bảng, đại biểu lực chiến đấu mạnh nhất của cả ngục giam thứ năm, bọn họ không có ai ngoại lệ đều là những cao thủ đứng hàng đầu, đạt tới nội kình đại thành, ở thế ngoài bên ngoài, cũng có thể làm lão đạo một phương. Ba cao thủ nội kình đại thành trước đó bị Lâm Thanh Diện đánh bại, trình độ đó còn không lọt vào mắt xanh của lang nhân bảng, cho nên Hoài Sơn mặc dù danh tiếng lớn, nhưng vẫn bị nhiều người không để vào trong mắt. Ở ngục giam thứ năm, chỉ có lọt vào lang nhân bảng, mới có thể đủ tư cách được công nhận đến đúng lúc chiêu thức tôi mới học cần tìm một đối thủ thích hợp để thi triển nếu anh ta đã đưa đến cửa vậy tôi bèn không khách khí nữa lâm thanh diện nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó liền đi về phía lý văn trác tên mập kinh ngạc biến sắc người khác nhìn thấy cao thủ trong lang nhân bảng trốn còn không kịp lâm thanh diện vậy mà muốn lấy người ta thí nghiệm chiêu thức mới của mình điều này quả này chính là đang tìm chết ở bên khu ruộng mọi người thấy lâm thanh diện không những không chạy còn đi về phía Lý Văn Trác thì đều có hơi khinh thường. Thực lực của Lâm Thanh Diện tuy không yếu, nhưng so với cao thủ trong lang nhân bảng vẫn không bằng, thanh niên trời không sợ đất không sợ, nhưng cuối cùng cũng có loại dũng khí này. Quan tâm nhiều như thế làm gì, cậu ta bị Lý Văn Trác đánh chết, chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn rồi, cậu ta bị đánh chết cũng đáng đời, không tự lượng sức mình, ở bên này chính là đại kỵ. Lý Văn Trác thấy Lâm Thanh Diện đi về phía mình thì liếc nhìn lạnh giọng nói cậu là lâm thanh diện không sai lâm thanh diện trả lời cậu vừa rồi không có nghe thấy lời của tôi sao mau chóng giao ra khoai tây của các cậu ra cho tôi nếu không cậu sẽ chết rất thảm lý văn trác dùng ngữ khí ra lệnh mở miệng nói lâm thanh diện cười cười nói muốn lấy đồ của tôi anh cũng phải có tư cách này đã thật là ngông cuồng thật sự tưởng cậu thu thập được mấy tên lâu la này thì có tư cách lên giọng với tôi sao Sát khí trên người Lý Văn Trác trực tiếp khóa chặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đối với tư thế giao thủ mà Lý Văn Trác bày ra, nói: "Đừng nói nhảm nữa, để tôi xem thử cái gọi là cao thủ đứng thứ 10 trong lang nhân bảng này của anh rốt cuộc lợi hại cỡ nào." Lý Văn Trác thấy Lâm Thanh Diện trực tiếp như thế, cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp xông về phía Lâm Thanh Diện, động tác nhanh như tia điện, mang theo khí thế không ai địch lại. Mắt của Lâm Thanh Diện hơi nheo lại, quả thật cảm nhận được áp chế của Lý Văn Trác thực lực của tên này về cơ bản đã nhanh đến mức gần bằng lâm thanh diện dùng ngoại kình đỉnh phong tu luyện nội kình rồi. nếu như vào một tháng trước lâm thanh diện muốn thắng tên lý văn chắc này chắc cần phải trải qua một phen khổ chiến, mà bây giờ lâm thanh diện đã học được huyền kinh, có loại lực lượng huyền diệu hơn nội kình tồn tại, lâm thanh diện muốn chiến thắng lý văn chắc thì không có khó khăn gì cả. hai người giao thủ, cây cối xung quanh đều run rẩy theo, từng đạo khí kình vô hình tản ra bốn phía khiến những người xem như tên mập đều kinh sợ một phen. Tòa nhà tù, trong phòng giám sát. Mọi người mau đến xem, thằng nhóc Lâm Thanh Diện đánh nhau với Lý Văn Trác. Người đang trực bán nhìn thấy hình ảnh trong camera, lập tức hô một tiếng. Mọi người từ từ vây lại chỗ này, nhìn chầm chầm hình ảnh trong camera. Xem ra những ngày tháng tốt đẹp của thằng nhóc này coi như kết thúc rồi, chính vì cậu ta, tôi đã thua lão Dương nửa tháng đồ ăn vặt, tôi sớm hy vọng cậu ta đụng phải cao thủ trong lang nhân bảng rồi. Thằng này thực lực tuy không yếu, nhưng chính là quá ngông cuồng ngang ngược, ở trong ngục giam thứ năm ngang nhiên chiếm núi làm vua, bị người ta thu thập là chuyện sớm muộn. Khí thế của Lý Văn chắc nhìn trông mạnh hơn trước không ít, nhìn bộ dạng này chắc là thực lực đã tịnh tiến, lần này tên Lâm Thanh Diện thật sự gặp xui xẻo rồi. Mọi người đều coi thường Lâm Thanh Diện, người mới, mới tiến vào ngục giam thứ năm hơn 2 tháng, tuổi tác chỉ có hơn 20 tuổi, dần dần đưa ra đánh giá. Tuy nhiên 5 phút sau, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm ngây dại. Tôi không phải bị hoa mắt chứ, Lý Văn chắc vậy mà bị Lâm Thanh Diện đánh cho rơi vào thế hạ phong. Phác, đây đâu phải rơi vào thế hạ phong, đây rõ ràng là bị áp chế hoàn toàn, thực lực của Lâm Thanh Diện quả thật khiến mọi người bàng hoàng rồi. Không ngờ, lần này người đến chỗ này chúng ta là một tên không tầm thường, tôi cảm thấy, ngục giam thứ năm sẽ vì sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện mà xảy ra những thay đổi khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Trên Hoài Sơn, Lâm Thanh Diện đánh một trọng quyền về phía Lý Văn Trác, Lý Văn Trác vận chuyển nội kình cản lại, cơ thể nhanh chóng bay ra phía sau, lồng ngực phập phồng, hô hấp đã có hơi không ổn định. Cậu chẳng qua chỉ hơn 20 tuổi, tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như thế, nếu như luận tuổi tác, những tên xếp trước tôi sợ rằng đều không bằng cậu. Lý Văn Trác mở miệng. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, khả năng là vì vận may tốt thôi. Vận may hôm nay của cậu cũng không tồi, tôi vừa học được một việt chiêu, anh may mắn trở thành người đầu tiên nhìn thấy chiêu thức này của tôi. Trong lòng Lý Văn Chắc chửi thầm một tiếng, nếu như đây gọi là vận may tốt thì anh ta thả đập đầu chết còn hơn. Lâm Thanh Diện không có cho Lý Văn Chắc cơ hội thoải thác, lần nữa lao về phía anh ta. Chiêu thức của anh thay đổi, huyền kinh và nội kinh trong cơ thể kết hợp lại, dùng một phương thức đặc biệt nào đó tập trung trên bàn tay. Khoảnh khắc này, trên người Lâm Thanh Diện dường như xuất hiện một luồng khí có thể nhìn bằng mắt thường, vô cùng kinh người. Sắc mặt của Lý Văn Trác lập tức thay đổi, ý thức đến bản thân không thể tiếp được chiêu này, bèn xoay người muốn chạy. Tuy nhiên anh ta còn chưa động, Lâm Thanh Diện đã xuất hiện ở trước mặt anh ta, sau đó vỗ một trưởng vào người của anh ta. Thiên tinh trưởng, chương 717, thành quả một trường đó của Lâm Thanh Diện sau khi vỗ lên người của Lý Văn Trác, vị trí lồng ngực của Lý Văn Trác trong nháy mắt xuất hiện một dấu trưởng lõm xuống, sau đó dư kình của thiên tinh trưởng lan ra toàn thân của Lý Văn Trác, nơi nó đi qua, xương cốt vỡ nát, chỉ trong nháy mắt, trên người Lý Văn Trác không có chỗ xương nào hoàn hảo. Lý Văn Trác gánh chịu lực lượng khủng bố này lập tức liều chết, anh ta hai mắt trợn tròn, anh ta là một trong người ác nhân của ngục giam thứ năm, trước khi chết lại lộ ra biểu cảm kinh sợ. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ uy lực của thiên tinh trưởng này lại khủng bố như thế, có hơi không dám tin nhìn chầm chầm vào bàn tay của mình. Anh vốn tưởng một trường này nhiều nhất cũng chỉ đánh Lý Văn Trác mất đi nửa cái mạng, không ngờ lại khủng bố đến vậy. Chẳng trách cuốn bí tích đó lại chuyên môn đem một chiêu này trở thành tuyệt chiêu, thì ra uy lực của tuyệt chiêu này, vậy mà lại mạnh mẽ đến vậy. Có điều sau khi thi triển một chiêu này, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy huyền kinh và nội kinh trong cơ thể của mình bị rút sạch, uy lực của một chiêu này tuy cường đại, nhưng đối với sự tiêu hao của bản thân cũng rất khủng khiếp, lấy thực lực trước mắt của Lâm Thanh Diện chỉ có thể sử dụng một lần. Tuyệt chiêu ghi chép trên bí tịch tổng cộng có 3 chiêu, dựa theo tình hình này mà nói, uy lực của ba tuyệt chiêu này thì cái sau sẽ mạnh hơn cái khác. Thiên tinh trưởng chỉ là thứ thứ nhất mà đã có uy lực khủng khiếp như thế, Lâm Thanh Diện không dám tưởng tượng sau khi học được hai chiêu kia thì trình độ sẽ đạt đến mức kinh thường nào nữa. Cơ thể của Lý Văn Trác dần dần ngã ra sau một nhóm cả tên mập ở đằng xa nhìn thấy thì đều trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới phản ứng lại được. Lý, Lý Văn Trác, chết rồi. Vừa rồi một trưởng đó, vậy mà khiến tôi nảy sinh cảm giác chờ chết, Lâm. Lâm Thanh Diện rốt cuộc là ai? Tôi vào nội kình tiểu kình nhiều năm như thế, đều chưa từng nghe nói có trưởng pháp nào có uy lực mạnh mẽ như thế. Tôi sai rồi, tôi cũng không muốn trốn đi nữa, sau này tôi cho dù bị đánh chết, cũng không rời khỏi Hoài Sơn nửa bước sau này nơi này chính là nhà của tôi rồi. Lý Văn Trác chết rồi, tòa nhà tù, trong phòng giám sát, một người kinh ngạc hô lên. Trên mặt của tất cả mọi người ở đây đều mang theo vẻ ngưng trọng, mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong camera, bầu không khí lập tức hạ xuống mức thấp nhất. Vừa rồi một trường đó của Lâm Thanh Diện, tất cả bọn họ đều nhìn rõ ràng, tuy cách màn hình giám sát, bọn họ không thể cảm nhận được khí thế của Lâm Thanh Diện, nhưng uy lực của một trường đó, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều biết rõ. Bọn họ đều biết rất rõ, một trường đó nếu như đổi thành bọn họ đến tiếp, kết cục so với Lý Văn chắc sẽ còn thảm hơn. Xem ra trời đất trong ngục giam thứ năm của chúng ta thật sự sắp thay đổi rồi, nhiều năm như thế, chỗ chúng ta vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tồn tại yêu nghiệt như này, chỉ hy vọng cậu ta đừng làm loạn nơi này quá thì đã là may mắn lắm rồi. Các anh nói, Cậu ta liệu có khả năng trở thành người đầu tiên ở chỗ này của chúng ta lấy được một nửa số phiếu mà được thả ra không? Mọi người lập tức rơi vào trong trầm mặc, tuy nhiên, trước đây mọi người chắc chắn sẽ không tin, mà bây giờ, trong lòng những người này hoặc ít hoặc nhiều bắt đầu dao động rồi. Phòng cao nhất của nhà tù, văn phòng của giám ngục trưởng. Tống Côn lúc này đang ngồi trước bàn, xử lý một số văn kiện. Lúc này trên máy tính trước mắt của NS ta nhận được một đoạn video người gửi đoạn video này cho ông ta mời ông ta nhất định phải xem đoạn video này. Tống Công thuận tay ấn mở video đó lên, nhìn thấy cảnh tượng ở Hoài Sơn, cũng mỉm cười. Khoảng thời gian này chuyện Lâm Thanh Diện chiếm núi làm vua, hơn nữa chỉ huy một đám cao thủ nội tình tiểu thành trồng trọt đã dấy lên, làm giám ngục trưởng, Tống Côn tự nhiên cũng nghe nói đến chuyện này. Chỉ có điều ông ta thân là Tông Sư, có sóng gió gì chưa từng trải qua, cũng chỉ coi Lâm Thanh Diện trở thành một chút vui vẻ trong công việc nhàm chán này thôi. Bây giờ nhìn thấy trong video, Lý Văn Chắc xếp thứ 10 trong lang nhân bảng đứng ở trước mặt Lâm Thanh Diện, ông ta cũng không có cảm giác gì cả, cái gọi là lang nhân bảng đó, ở trong mắt ông ta, cũng không có gì đặc biệt, dù sao cao thủ trong lang nhân bảng có lợi hại hơn nữa, sao có thể siêu hơn tông sư được. Ông ta vẫn cúi đầu xử lý văn kiện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn video trên máy tính. Mãi đến cuối cùng Lâm Thanh Diện sử dụng thiên tinh trưởng, một chiêu kết thúc mạng sống của Lý Văn Trác, đầu của Tống Côn mới nghiêm túc ngẩng lên, nheo mắt nhìn hình ảnh trong video. Trong mắt của ông ta có một tia nghi hoặc, sau đó di con chuột phát lại video. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện sử dụng thiên tinh trưởng, Tống Côn bỗng có hơi không điềm tĩnh, hơn nữa trên mặt mang theo một chút không dám tin tưởng, cảnh này trong video nhìn lại mấy lần. Thú vị, một tên nhóc hơn 20 tuổi, lấy trình độ nội kinh đại thành, vậy mà bạo phát ra chiêu thức thực lực của tông sư, trừ mấy thiên tài tuyệt thế của gia tộc cổ võ và môn phái đỉnh cấp trong nước, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu bối vô danh đạt tới loại trình độ này. Tống Côn lẩm bẩm tự nói với mình, nếu như cho cậu ta một chút thời gian, cậu ta sợ rằng có thể trưởng thành đến loại trình độ khiến người ta không thể tưởng tượng được. Chỉ đáng tiếc cậu ta bị nhốt ở đây, nhưng mong tên nhóc này có thể thông minh một chút, trở thành người đầu tiên trong lịch sử của ngục giam thứ năm được thả ra. 8 giờ tối, chỗ cửa lớn của nhà tù, một đám người đang xếp hàng lấy cơm. Mọi người gần đây nghe nói ở Hoài Sơn có cái tên gì gọi là Lâm Thanh Diện ở đó chiếm vui làm vua, còn bắt một nhóm người ở trên núi trồng khoai tây, một đám cao thủ nội kình trực tiếp trở thành nông dân, thật sự tức cười chết tôi mà. Tên Lâm Thanh Diện này cũng thật là đầu sắt, làm như thế chính là tự tìm chết mà, cũng may vận khí của cậu ta tốt, không có đụng phải cao thủ trong lang nhân bảng, nếu không cậu ta sớm đã toi rồi không chừng cậu ta đã toi rồi, chiều nay tôi nghe nói Lý Văn Trác đến Hoài Sơn, trong lang nhân bảng, Lý Văn Trác chính là tên thích cướp đồ của người khác, khoai tây của cái tên Lâm Thanh Diện đó chắc cũng lớn rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Thanh Diện đã chết trên tay của Lý Văn Trác rồi. Ha ha, tôi cảm thấy cũng là kết quả này, những cao thủ chân chính đó trước đây không động tới Lâm Thanh Diện, chắc cũng đều đợi khoai tây của cậu ta lớn, cái tên Lâm Thanh Diện sợ rằng còn đang vui vẻ hai tháng nay không có ai cướp đồ của cậu ta, thật sự là ngây thơ mà. Khi một đám người bàn luận trên cửa lớn của nhà tù, đột nhiên xuất hiện một màn hình. Nội dung trên màn hình rất đơn giản, trên cùng có ba chữ: Lang nhân bảng, phía dưới là 10 cái tên. Lúc này tên của người đứng thứ 10 trong Lang nhân bảng đã từ Lý Văn Trác trở thành Lâm Thanh Diện. Bình thường chỉ khi Lang nhân bảng xuất hiện thay đổi mới xuất hiện ở đây mọi người mau nhìn, lang nhân bảng có cập nhật mới. Lý Văn Trác mất rồi, mà trở thành, Lâm Thanh Diện. Vãi, tình huống gì thế, Lâm Thanh Diện vậy mà trở thành người đứng thứ 10 trong lang nhân bảng. Mọi người nhìn hàng chữ nhỏ đằng sau tên của Lâm Thanh Diện đi. Ngục giam thứ 5 thành lập 63 năm, Lý Văn Trác khiêu chiến Lâm Thanh Diện, bị Lâm Thanh Diện một trưởng đánh chết, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn mà chết. Tất cả mọi người đọc hàng chữ đó đều hít một hơi lạnh, một sự khiếp sợ không thể che đậy, từ trên trời ập xuống. Mãi đến lúc này, bọn họ mới biết rõ, Lâm Thanh Diện chỉ là cái đinh ở trong mắt bọn họ lại có thực lực mà bọn họ không thể tưởng tượng được như thế. Trong một đêm, cái tên Lâm Thanh Diện trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người trong ngục giam thứ năm. Chương 718: Bí mật trên Hoài Sơn. Lâm Thanh Diện đang đứng ở nơi bình thường tập võ cảm ngộ thứ trong cuốn bí tích đó thuật lại, sau khi hiểu sâu hơn về huyền công, Lâm Thanh Diện càng cảm thấy chỗ huyền diệu trong môn công pháp này, cộng thêm có căn cơ của nội kinh, huyền kinh trong cơ thể của anh tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh, dựa vào suy đoán của anh, anh bây giờ chắc ở huyền kinh tiểu thành. Chỉ là thực lực tiểu thành, hòa trộn với nội kinh, thì triển ra thiên tinh trưởng liền có thể đánh chết một cao thủ có nội kinh đại thành đỉnh tiêm, huyền kinh này có bao nhiêu khủng bố nghĩ thôi cũng biết. Lâm Thanh Diện thấp thoáng có thể cảm nhận được, một trường anh đánh chết Lý Văn Trác đó uy lực sợ rằng có thể gần bằng trình độ của tông sư rồi. Mặc dù anh chỉ có thể dùng một lần, có điều đối với cao thủ có trình độ nội kình đại thành mà nói đã đủ rồi, đây tuyệt đối là một chiêu bài có uy lực mạnh. Hơn nữa Lâm Thanh Diện có dự cảm, đợi sau khi huyền kình đạt tới đại thành, thực lực của anh sẽ có một bước nhảy vọt, lúc đó anh đem huyền kình và nội kình dùng hòa một chỗ, phối hợp với chiêu thức trong cuốn bí tịch đó, lại cộng thêm ba tuyệt chiêu, cho dù đụng phải tông sư chân chính, cũng không thể không đánh một trận. Lúc đó Lâm Thanh Diện liền cảm thấy cơ hội mình đối kháng với tông sư ở trong cuốn võ công bí tịch đó này, nhưng anh không ngờ sẽ là loại tình huống này. Cuốn võ công bí tịch này không thể khiến Lâm Thanh Diện trong thời gian ngắn đạt tới trình độ tông sư, nhưng huyền kình trong đó lại có thể khiến anh ở trình độ nội kình đại thành bạo phát ra lực chiến đấu cấp bậc tông sư. Mà điều này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, đã đủ rồi. Tên mập chạy về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt tràn ngập ý cười mở miệng nói, lão đại, từ lúc anh làm thịt lý văn chác, leo lên lang nhân bảng, người đến chỗ chúng ta trộm khoai tây gần như không có rồi. Lúc sáng tôi chú ý thấy có mấy người nhìn về chỗ chúng ta, kết quả tôi lườm bọn họ một cái, bọn họ đều bị dỏa chạy mất rồi, điều này đều là uy danh của lão đạo tạo thành. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, cậu chạy đến chỗ của tôi, không sợ những người dưới trướng cậu nhân cơ hội chạy mất sao. Tên mập xua xua tay, nói, vấn đề này đã không cần lo lắng nữa rồi, từ sau khi lão đại leo lên lang nhân bảng, tôi đuổi bọn họ đi bọn họ cũng không chịu đi, bây giờ bọn họ nhất quyết cả đời đều đi theo lão đại trồng trọt rồi. Nghe thấy lời này của tên mập, Lâm Thanh Diện thản nhiên nghĩ, mở miệng hỏi, bây giờ đất trồng như thế nào rồi? Bây giờ chúng ta trừ trồng khoai tây, đã chọn ra ba loại rau dại bắt đầu trồng với số lượng lớn, hơn nữa gần đây chúng tôi đang nghiên cứu làm sao chiết xuất dầu từ thực vật, mặc dù thành quả không được tốt, có điều ngày nào chúng ta cũng có thể ăn đồ xào rồi. Tên mập mặt mày đắc y nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, vỗ vỗ vai của tên mập, nói, rất tốt, những đồ ăn và rau cỏ này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng, cậu nhất định phải trông coi cho kỹ, ngày sau tôi có việc cần dùng, nếu như làm tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Tên mập cười he he, nói, lão đại, vậy anh có thể dạy cho tôi chiêu lần trước anh đánh chết Lý Văn Trác cho tôi không? lâm thanh diện lườm anh ta nói không bằng tôi trực tiếp đánh cậu một trường cậu tự mình cảm nhận tên mập bị dọa cho rụt cổ lại vội nói không cần không cần tôi ngoan ngoãn đi trồng rau là được rồi lão đại anh cứ bận việc của mình đi tôi đi xem bọn họ đây nói xong tên mập vội vàng chạy đi lâm thanh diện trước mắt không có dự định nói sự tồn tại của huyền công cho người khác anh có thể cảm nhận được cuốn bí tịch này sẽ kéo theo sự việc rất trọng đại người đời vì trở thành cao thủ nội kinh đều phải sứt đầu mẻ chán, mà huyền kinh này còn lợi hại hơn nội tình. Một khi bị người khác biết được sự tồn tại của nội kinh, lúc đó lâm thanh diện sợ rằng sẽ bị tất cả tông sư trên thế giới này vây công. đạt tới cảnh giới tông sư, khát vọng chính là thực lực tịnh tiến, không có ai lại từ chối một cuốn võ công bí tịch có thể khiến bọn họ trở nên mạnh hơn. Hơn nữa lâm thanh diện cảm thấy huyền kinh và nội kinh có điểm giống nhau, nội kinh dường như một phiên bản cấp thấp của huyền kinh. Dựa theo lý mà nói, có huyền kinh tồn tại, những gia tộc cổ võ đó chắc chắn sẽ không để thất truyền. Nhưng bây giờ nước C chủ yếu là nội kinh, anh chưa từng nghe ai nhắc đến thứ như huyền kinh. Cho nên Lâm Thanh Diện nghi ngờ huyền kinh này có thể liên quan đến một số bí mật mà anh không hiểu, loại chuyện này, một khi nói ra ngoài, nhất định sẽ gây hỏa cho mình, cho nên trước khi không có thực lực tuyệt đối, chuyện này luôn là bí mật của Lâm Thanh Diện chôn trong đáy lòng. Đi đến một bước như hôm nay, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể cảm khái một câu, thế giới này, thứ anh hiểu vẫn còn quá ít. Nước C Trong một ngọn núi sâu cách kinh đô hơn 200 km, đi qua một con đường khuất, có thể đến trước một vách đá dựng đứng. Trên vách đá dựng đứng này có bậc thang vô cùng dốc nối thắng lên đỉnh núi của vách đá dựng đứng. Điểm cuối của bậc thang đá, có thể nhìn thấy trên vách núi bên trên, có viết ba chữ rồng bay phượng múa, hình ý môn. Hình ý môn do hình ý quyền nhất mạch sáng tạo ra tông môn, trong những môn phái cổ võ đương thời, thực lực và địa vị đều xếp hàng đầu. Giống như môn phái cổ võ khác, theo sự phát triển của thời đợi, mọi người đối với cổ võ dần trở nên xa lạ, hình ý môn cũng chuyển vào trong núi sâu, chỉ thỉnh thoảng phái người xuống núi chọn hạt giống thích hợp mang về tông môn, những tình huống khác sẽ không xen vào chuyện thế tục. Lúc này trong nội môn của hình ý môn, nơi ở của đại trưởng lão Lý Trần Hiên một học đồng đang dẫn gia chủ của nhà họ Kim ở huyện Kim Môn, Kim Trung Hải đi vào. Sắc mặt của Kim Trung Hải lúc này ngưng trọng, mặc dù đã trải qua hơn 2 tháng, nhưng ông ta vẫn không có quên cảnh Quách Nguyên chết trong tay Lâm Thanh Diện. Trong thời gian 2 tháng này, ông ta cố gắng hết sức, cuối cùng về đến hình ý môn, đến tìm sư phụ của Quách Nguyên đại trưởng lão của hình ý môn, Lý Trần Hiên, đến bẩm báo chuyện này. Trưởng lão Lý Trần Hiên là cao thủ đứng thứ hai trong hình ý môn, đã là cường giả nửa bước tông sư rồi, ở hình ý môn, trừ trưởng môn của hình ý môn là tông sư gia, đại vị của Lý Trần Hiên trưởng lão ở trong tông môn không ai so sánh được. Mà Quách Nguyên bị Lâm Thanh Diện đánh chết chính là một đồ đệ cũng coi như ưu tú dưới danh của Lý Trần Hiên. Học đồng dẫn Kim Trung Hải đến chỗ ở của Lý Trần Hiên, lúc này Lý Trần Hiên ngồi thiền, học đồng sau khi chào hỏi, bèn rời khỏi. Kim Trung Hải không dám chậm trễ, ở trước mặt cao thủ nửa bước tông sư, trong lòng ông ta vô cùng căng thẳng. Ông ta mau chóng nói ra ý định nói đây lần này của mình, đồng thời bẩm báo quá trình Quách Nguyên chết trong tay của Lâm Thanh Diện, sau đó biểu hiện vô cùng đau xót, dường như khi Lâm Thanh Diện giết Quách Nguyên, ông ta còn muốn chết thay cho Quách Nguyên. Lý Trần Hiên sau khi nghe xong lời của Kim Trung Hải, mắt mở ra, một đạo tinh quang từ trong đó bắn ra, Kim Trung Hải nhìn mà dùng mình. Vậy mà dám giết đồ đệ của Lý Trần Hiên? Thật là không biết tự lượng sức mình, biết người này có thân phận gì không? Lý Trần Hiên mở miệng. Đã điều tra rõ rồi, người này là gia chủ của nhà họ Lâm, gia tộc số 1 của Kinh Đô, vốn chỉ là một người bình thường tương đối lợi hại, không biết từ đâu học được nội kinh, rất là hung hăng. Kim Trung Hải mở miệng. Lý Trần Hiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, thôi vậy, vừa hay tôi cũng mấy năm chưa xuống núi rồi, qua khoảng thời gian nữa, tôi xuống núi một chuyển, đi giúp Quách Nguyên trả mối thù này cũng coi như tận nghĩa sư đồ của chúng ta. chương 719, truyền thuyết. Ngục giam thứ 5, lại hơn một tháng nữa trôi qua. Khi những lời bàn tán của mọi người đối với Lâm Thanh Diện dần dần lặng đi, trên Hoài Sơn, lần nữa truyền đến một tin tức khiến cả ngục giam thứ 5 đều rúng động. Lâm Thanh Diện hoan nghênh tất cả cao thủ trong lang nhân bảng đến tìm anh luận bàn, nếu như có thể thắng anh thì có thể có được một lượng khoai tây lớn làm phần thưởng tin tức này khiến Lâm Thanh Diện lần nữa đứng trên đầu sóng ngọn gió. Mọi người để ý, không phải là Lâm Thanh Diện lấy khoai tây làm phần thưởng chiến thắng, mà là Lâm Thanh Diện lại ngang nhiên khiêu chiến tất cả cao thủ trong Lang Nhân bảng. Điều này theo bọn họ thấy, hoàn toàn là hành động biên cuồng. Cho dù cao thủ trong Lang Nhân bảng trong lòng đều biết rõ, có thể leo lên bảng này đều tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Tuy nhiên thứ tự tên trong bảng căn cứ theo thực lực mà xếp, nhưng khoảng cách giữa bọn họ chỉ rất nhỏ. Một khi xuất hiện một chút lơ là, cho dù xếp thứ 9 cũng vẫn có cơ hội chiến thắng cao thủ xếp thứ 3. Cho nên dưới tình huống bình thường, cao thủ trong lang nhân bảng đều là nước sông không phạm nước giếng, mỗi người ở địa bàn của mình, rất ít khi mới xảy ra xung đột. Loại hành vi trực tiếp khiêu chiến tất cả các cao thủ trong lang nhân bảng này của Lâm Thanh Diệt, đây vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử của ngục giam thứ năm. Lâm Thanh Diệt làm như thế, thật ra càng nhiều hơn là sự bất lực anh vốn tưởng bản thân sau khi giết Lý Văn Trác, những cao thủ trong bảng lang nhân bảng sẽ nhắm vào anh, lần lượt đến giao thủ với anh. Vừa hay huyền kình của anh đã đến bờ vực đột phá, cần phải tiến hành chiến đấu để củng cố thực lực, nắm bắt cơ hội đột phá tốt nhất đến trình độ huyền kình đại thành. Tuy nhiên khiến anh không ngờ, những cao thủ trong lang nhân bảng này vậy mà người sau còn nhẫn nại hơn người trước, hơn một tháng trôi qua, vậy mà không có một ai chạy đến khiêu chiến anh cả. Lâm Thanh Diện chỉ đành nghĩ ra cách này, gửi lời khiêu chiến đến tất cả cao thủ trong lang nhân bảng, hy vọng những người này vì khoai tây có thể đến giao thủ với anh. Mà sự thật chứng minh cách này cũng quả thật có hiệu quả, sau khi tin tức chấn động này được truyền đi hai ngày, cao thủ đứng thứ 8 trong lang nhân bảng, triệu khoát đến Hoài Sơn. Tôi ở ngục giam thứ năm chờ đợi nhiều năm như thế, người hung hăng ngang ngược giống như cậu, vẫn là lần đầu gặp được, nếu cậu đã muốn chết như thế, vậy tôi hôm nay thành toàn cho cậu. Trên mặt của triệu khoát có một vết sẹo dữ tợn, kéo dài từ mắt đến cổ, chỉ nhìn sơ thôi cũng khiến người ta cảm thấy trái tim run rẩy. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười chắp tay với triệu khoát, nói xin chỉ giáo nhiều. Chiến đấu giữa hai người nhanh chóng xảy ra, bầu không khí không kém hơn lần chiến đấu trước của Lâm Thanh Diện với Lý Văn Trác. Đám người của tên mập trốn ở đằng xa xem, mặc dù bọn họ đều sợ bị vạ lây, nhưng loại chiến đấu này đối với bọn họ mà nói có rất nhiều hỗ trợ, xem nhiều một chút, không chừng có thể thúc đẩy sự tịnh tiến trong thực lực của bọn họ. Thực lực của triệu khoát so với Lý Văn Trác mạnh hơn không ít, có điều lâm thanh diện của lúc này cũng đã không còn có thực lực của hơn một tháng trước nữa, thậm chí có thể nói, sự cách biệt giữa lâm thanh diện và triệu khoát so với sự cách biệt giữa Lý Văn Trác với lâm thanh diện còn lớn hơn. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, Lâm Thanh Diện dùng thiên tinh trưởng kết thúc trận chiến đấu này. Có điều anh không có đánh một trưởng này lên trên người của Triệu Khoát, mà dừng ở vị trí lồng ngực của anh ta. Cậu tại sao không giết tôi? Triệu khoát có hơi nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện. Nói rồi chỉ là luận bàn, không cần thiết anh chết tôi chết, anh có thể đi rồi. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Trong ánh mắt tràn ngập lệ khí của Triệu Khoát vụt qua một tia dao động, sau đó anh ta không có nói gì, xoay người đi xuống Hoài Sơn. Trong thời gian một tháng sau, Lâm Thanh Diện bắt đầu hành trình khiêu chiến cao thủ trong lang nhân bảng, những cao thủ này nếu như không đến tìm Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện bèn chủ động tìm đến cửa, hơn nữa lần nào cũng mang một bao khoai tây. Ba ngày sau khi đánh bại triệu khoát, Lâm Thanh Diện đối chiến với cao thủ xếp thứ bảy trong lang nhân bảng, sở hoan, dùng thời gian 15 phút giành chiến thắng. Hai ngày sau khi đánh bại sở hoan, Lâm Thanh Diện đối chiến với cao thủ đứng thứ sáu trong lang nhân bảng, nhậm thiên tề, dùng thời gian 18 phút giành chiến thắng. Năm ngày sau khi đánh bại nhậm thiên tề, Lâm Thanh Diện đối chiến với cao thủ xếp thứ 5 trong lang nhân bảng, biển mậu, dùng thời gian 16 phút giành chiến thắng. Tháng thứ 4 Lâm Thanh Diện đến ngục giam thứ 5, cao thủ xếp thứ 2 trong lang nhân bảng, tần sấm, bại trong tay Lâm Thanh Diện. Tần sấm này là kẻ điên thật sự, khi Lâm Thanh Diện tìm đến cửa, tần sấm đang túm chân của một tên nội kình tiểu thành, dùng sức kéo, mạnh mẽ lôi đứt chân của anh ta ra, sau đó dốc máu vào trong bát, giống như chuẩn bị làm nước uống lần này Lâm Thanh Diện không có giữ lại tính mạng của anh ta, một kích thiên tinh trưởng toàn lực khiến tên khốn vô cùng khủng khiếp truyền khắp ngục giam thứ năm trực tiếp kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngữ tạng vỡ nát mà chết. Đến nay, Lâm Thanh Diện ở trong ngục giam thứ năm nghiễm nhiên trở thành một truyền thuyết, cả lang nhân bảng, trừ người đứng đầu tiên, những người khác đều bại trong tay Lâm Thanh Diện. Mà người sáng tại gia truyền thuyết này mới chỉ có hơn 20 tuổi, bọn họ trong tuyệt đại đa số mọi người, hơn 20 tuổi còn đang ăn chơi ở thế tục. Tầng quản lý của nhà tù cũng vì thế đem Lâm Thanh Diện liệt vào đối tượng bắt buộc phải giám sát chặt, loại biến thái này nhất định phải trông chặt, nếu không chừng ngày nào anh sẽ gây ra chuyện lớn. Mà khi Lâm Thanh Diện vui vẻ đi khiêu chiến các cao thủ trong lang nhân bảng, đại đội sản xuất do tên mập dẫn dắt cũng gắt hái được thành quá lớn, khoai tây bọn họ trước mắt, đã từ hai củ lúc ban đầu đạt tới số lượng 20 người ăn một năm cũng không hết. Hơn nữa lượng rau dại bọn họ trồng cũng đến kỳ thu hoạch, cả Hoài Sơn trở thành ngọn núi giàu nhất trong ngục giam thứ năm. Những người ban đầu bị Lâm Thanh Diện bắt về làm, trong lòng đều thấy may mắn người bị bắt về là mình, nếu không bọn họ bây giờ không chừng đang chết đói ở nơi nào đó. Ngục giam thứ năm có không ít người thèm muốn đồ ăn của Hoài Sơn, nhưng không có ai dám đến đây cướp đồ cả, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, lão đại của ngọn núi này là Lâm Thanh Diện, đây là tên điên đã một mình khiêu chiến cả lang nhân bảng, bây giờ gần như tất cả mọi người đều mong chờ chiến đấu giữa lâm thanh diện với người đứng đầu của lang nhân bảng kia chiều hôm đó lâm thanh diện đang cùng đám tên mập ngồi một chỗ ăn khoai tây nướng lúc này một giọng nói đanh thép như sấm rền vang lên mọi người đều ngoảnh đầu nhìn khi nhìn thấy một tên đầu óc như tổ chim trên người quần áo rách nát mặt mày đầy bụi bẩn cơ bản đã nhìn không ra dáng vẻ của người này trên tay chân của người này đều khóa một chiếc xích sắt nhìn trông cực kỳ nặng đi đường sẽ phát ra tiếng kêu đinh đinh đang đang. Sau khi đám tên mập nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, trong đó có người trực tiếp vứt củ khoai tây trong tay mình xuống dưới đất, nhảy dựng lên nói là Dư Tam, người đứng đầu trong lang nhân bảng, ông ta. Ông ta sao lại tìm đến rồi? Mọi người lập tức đều trở nên hoảng loạn, rõ ràng rất sợ người này. Lâm Thanh Diện liếc nhìn người này, không ngờ trước khi vào đây, Dư Tam mà Dương Tu bảo anh nhất định phải cẩn thận lại chính là người đứng đầu lang nhân bảng. Dư Tam liếc nhìn mọi người, không có biểu lộ bất kỳ ác ý nào, mà có hơi thèm muốn nhìn vào củ khoai tây nướng ở trên đất, nuốt nước miếng, mở miệng nói: "Tôi có thể ăn cùng mấy người được không?" Chương 720: Dư Tam. Lâm Thanh Diện đánh giá Dư Tam, mặc dù không rõ ý định đến đây của đối phương, có điều vẫn nói, "Được." Thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, Dư Tam cũng không khách sáo, nhấc khóa sắt nặng nề đi về phía Lâm Thanh Diện. Đám tên mập thấy cảnh này, đều mau chóng từ đất đứng dậy, lùi lại mười mấy mét, Dư Tam là người đứng đầu trong lang nhân bảng, Lâm Thanh Diện dám ngồi cùng ăn với anh ta, bọn họ thì không dám. Ở trong ngục giam thứ năm chuyên lừa gạt này, ai cũng không thể đoán được người khác đang thật sự nghĩ gì, không chừng Tam Dư giả bộ không có ác ý, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà ra tay giết chết. Ở ngục giam thứ năm này không phải chưa từng có chuyện này lão đại anh anh cẩn thận một chút tên này không dễ chọc đâu tên mập cẩn thận hô một câu với lâm thanh diện dư tam không có để ý thái độ của người khác với ông ta sau khi ngồi xuống đất cầm củ khoai tây nướng nóng lên ăn như hổ đói lâm thanh diện nhìn chằm chằm dư tam cảm thấy ông ta giống như mấy ngày chưa được ăn gì người đứng đầu lang nhân bảng vậy mà lưu lạc đến bước đường này cũng thật khiến người ta có hơi kinh ngạc một lúc sau bụng của dư tam ăn đã no căng sau khi ở một cái thật to, ông ta mới dừng lại, sau đó ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói: "Cảm ơn sự khoản đãi của cậu, tôi đã rất lâu chưa được ăn no như thế rồi." "Ông đến chỗ tôi là đến luận bàn với tôi sao?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Dư Tam mỉm cười, nói: "Cậu có thể liên tiếp đánh bại những cao thủ trong lang nhân bảng, quả thật rất siêu, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế, nếu như cho cậu thêm một khoảng thời gian nữa, cậu chắc chắn có thể trưởng thành đến trình độ mà người ta không thể tưởng tượng được. Tôi ngược lại rất muốn đánh với cậu một trận, xem thử tuyệt thế thiên tài cậu rốt cuộc có thực lực như thế nào, nhưng quá đáng tiếc, tôi trước mắt không có cơ hội này, cậu cũng nhìn thấy rồi, trên tay chân tôi là khóa sắt được dùng kim loại sắt đặc biệt chế thành, nặng gần trăm cân, tôi mang thứ này, không thể ra tay. Lâm Thanh diện cúi đầu nhìn khóa sắt trên người Dư Tam, mở miệng hỏi, ông tại sao phải đeo cái thứ này? trên mặt dư tam lộ ra nụ cười thần bí, nói, nếu như không đeo, nơi này sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhướn lên, trong lòng nghĩ tên dư tam này lẽ nào dùng khóa sắt này để hạn chế thực lực của mình. Có điều ở trong mắt của Lâm Thanh Diện, chỉ cần thực lực của tên dư tam này không đạt tới cảnh giới tông sư, có đeo khóa sắt này hay không đều không có gì khác biệt. Nếu như có thể tôi vẫn hy vọng có thể luận bàn với ông một phen. Lâm Thanh Diện mở miệng. Cậu tốt nhất vẫn đừng có suy nghĩ này, tối nay tôi sẽ qua đêm ở gần đây, nếu như cậu nhìn thấy tôi, tốt nhất đừng tin bất kỳ lời gì tôi nói." Dư Tam nói một câu với Lâm Thanh Diện, sau đó bèn đứng dậy, mang theo khóa sắt nặng nề, từ từ rời khỏi. Trong lòng Lâm Thanh Diện thấy lạ, cảm thấy tên Dư Tam này coi như là một người lịch sự nhất trong lang nhân bảng rồi, chỉ có điều ông ta tạo cho người ta cảm giác rất cổ quái, muốn nói lại nói không được. Sau khi Dư Tam đi, Lâm Thanh Diện lại hỏi đám tên mập về chuyện liên quan đến Dư Tam, bọn họ đều nói Dư Tam rất thần bí, bọn họ biết cũng không nhiều, chỉ biết Dư Tam rất lợi hại, cao thủ trong lang nhân bảng thấy anh ta đều đi đường vòng. Buổi tối, Lâm Thanh Diện nằm trên nhà gỗ ngủ. Trực giác nhạy bén khiến anh cho dù khi đang ngủ cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình, một khi xảy ra vấn đề, anh sẽ lập tức tỉnh lại. Khi một trận gió thổi qua, Lâm Thanh Diện mở mắt, anh cứ cảm giác trong căn phòng có nơi nào đó không đúng. Khoảnh khắc anh mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm anh, chủ nhân của đôi mắt đó đầu tóc tán loạn, mặt mày cũng bẩn biểu không nhìn ra được hình dáng. Nếu như một người bình thường nhìn thấy cảnh này, không chừng có thể trực tiếp bị dọa sợ mà ngất đi. Lâm Thanh Diện cũng bị dọa giật mình, anh không ngờ vậy mà có người có thể đến gần anh như vậy mà không để anh phát hiện, nếu như vào lúc bình thường, có người đến gần người anh trong vòng 1 mét thì anh có thể cảm nhận được. Anh mau chóng đứng dậy, bày ra tư thế chiến đấu, liếc nhìn người đó, phát hiện vậy mà là Dư Tam buổi chiều cùng anh ngồi ăn khoai tây nướng. Khóa sắt trên người Dư Tam đều còn, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh, điều này phải cần người có lực khống chế vô cùng mạnh mới có thể làm được, lúc này, Lâm Thanh Diện không thể không coi trọng thực lực của Dư Tam. Ông muốn làm gì? Lâm Thanh Diện cảnh giác hỏi một câu trên mặt dư tam lộ ra một nụ cười dưới loại trạng thái này lâm thanh diện mặc kệ nhìn thế này đều cảm thấy dư tam cười có hơi u ám cậu đừng căng thẳng cậu không phải muốn luận bàn với tôi sao trên người tôi có khóa sắt không mở được cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi lấy chìa khóa tới giúp tôi mở những chiếc khóa sắt này ra như thế tôi có thể cọ sát với cậu rồi dư tam mở miệng trong lòng lâm thanh diện nổi lên một tia nghi hoặc nghĩ cho dù ông đột nhiên muốn cọ sát với tôi đợi ban ngày đến tìm ông cũng không muốn, hà cứ gì cứ phải vào lúc nửa đêm chạy tới. Nếu không phải tố chất tâm lý của anh tốt, lúc đó chắc chắn bị dọa chết rồi. Chìa khóa ở đâu? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. ở trên một vách đá, trên người tôi có khóa sắt này, không lên được. Nơi này không ai dám giúp tôi. Tôi thấy cậu không giống bọn họ, cho nên đến tìm cậu giúp. Dư Tam mở miệng. Lâm Thanh Diện trầm tư một lúc, mặc dù không rõ tên Dư Tam này rốt cuộc muốn làm gì nhưng lấy thực lực của anh bây giờ, không cần thiết phải sợ bất cứ thứ gì, nếu như Dư Tam có mưu đồ bất chính, anh trực tiếp ra tay là được. Cho nên Lâm Thanh Diện bèn đồng ý với Dư Tam. Hai người cùng đi tới vách núi dựng đứng mà Dư Tam nói, trên đường Lâm Thanh Diện xác nhận chắc chắn chính là người lúc chiều cùng anh ăn khoai tây, nhưng anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không lâu sau, hai người đến trước một vách núi dựng đứng, Lâm Thanh Diện mượn ánh trăng phán đoán, vách đá này ít nhất cũng phải cao hơn 30 mét, cho dù anh muốn trèo lên, cũng phải tốn không ít khí lực, chứ đừng nói trên người Dư Tam còn đeo khóa sắt. Chìa khóa ở trong động trên đỉnh vách núi đá này, cậu chỉ cần trèo lên, lấy chìa khóa xuống thì tôi có thể cọ sát với cậu rồi." Dư Tam mỉm cười mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. "Tôi có thể lấy giúp ông, nhưng ông phải nói cho tôi biết, chiếc chìa khóa tại sao lại ở nơi này?" Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Dư Tam mở miệng hỏi. Dư Tam trở nên có hơi mất kiên nhẫn mở miệng nói còn không phải là do đám cháu chắt ở phòng quản lý nhà tù để chìa khóa ở nơi cao như thế cho dù tôi biết cũng không lấy được thật là con mẹ nó nói đến đây dư tam lập tức sửa lời mỉm cười nói tôi biết cậu là người tốt sẽ giúp tôi lấy chiếc chìa khóa xuống lâm thanh diện khẽ gật đầu giả bộ muốn trèo lên vách núi đá khoảnh khắc anh xoay người nhìn thấy trong mắt dư tam đã không thèm che đậy sự điên cuồng khát máu anh sau đó lùi về sau mấy bước Hai mắt nhìn chằm chằm vào người này, hỏi ông không phải là Dư Tam, anh rốt cuộc là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 721, nhân cách phân liệt. Dư Tam nhìn thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, lập tức cười nói, tôi chính là Dư Tam, lẽ nào cậu không nhìn ra dáng vẻ của tôi sao? Lâm Thanh Diện lần nữa đánh giá Dư Tam, mở miệng nói, mặc dù anh giống hệt Dư Tam, nhưng tôi có thể chắc chắn, anh với Dư Tam lúc chiều đến tìm tôi căn bản không phải cùng một người. Dư Tam trầm mặc một lát, sau đó liền bắt đầu điên cuồng cười, sự khát máu trong mắt cũng không che đậy nữa, trên người bạo phát khí tức hung lệ. Không ngờ vẫn bị nhìn ra, tên Dư Tam chó má, bình thường bộ dạng đạo mạo thật sự khó giả dạng, mới một lúc mà tôi đã sắp buồn nôn chết rồi. Dư Tam mở miệng nói, lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, anh có thể từ những chi tiết này xác định được, Người trước mắt với Dư Tam hồi chiều đến tìm anh có vẻ ngoài vô cùng giống nhau, hoàn toàn chính là cùng một người. Nhưng lúc này tính cách mà người này biểu hiện ra lại hoàn toàn khác với Dư Tam hồi chiều, điều này khiến anh có hơi mờ mịt. Ông không phải Dư Tam thì là ai? Tại sao ông và Dư Tam lại giống hệt nhau? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Dư Tam cười cười, mở miệng nói, tôi là Dư Tam, cũng không phải là Dư Tam, tôi và anh ta giống nhau là vì chúng tôi cùng chung một thân thể chỉ có điều có khi anh ta làm chủ cơ thể, có khí là tôi làm chủ cơ thể mà thôi. Lâm Thanh Diện sững ra, sau đó trong đầu xuất hiện một từ. Nhân cách phân liệt. Chẳng trách ban đầu đến đây, Dương Siêu kêu anh cẩn thận Dư Tam, bởi vì Dư Tam là kẻ tâm thần, nếu như ông ta thật sự mắc chứng nhân cách phân liệt, ngược lại thật sự là kẻ tâm thần theo ý nghĩa khoa học. Cao thủ đứng đầu lang nhân bảng, vậy mà là kẻ nhân cách phân liệt, một nhân cách ôn văn nho nhã, một nhân cách bạo lệ điên cuồng, Loại chuyện này, Lâm Thanh Diện vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tôi cảm thấy ông nên đi xem bác sĩ." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. "Dư Tam, lập tức gừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, tôi sớm muộn sẽ giết chết anh ta, cái thứ chết tiệt này ngăn cản rất nhiều chuyện của tôi, có điều anh ta đối với khống chế cơ thể một ngày một bằng một ngày rồi, không cần bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành chủ nhân của cỗ nhân thể này, lúc đó, tôi sẽ giết sạch tất cả con người trong nhà tù này để chúc mừng." Thằng nhóc cậu không phải muốn cọ sát với tôi, tôi và thực lực của tên đó như nhau, chỉ cần cậu giúp tôi cần chìa khóa, tôi có thể cọ sát với cậu, hơn nữa vì cảm ơn cậu, tôi có thể giữ lại một mạng của cậu, như thế nào? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, vậy ông sợ rằng nghĩ nhiều rồi, tôi không nghĩ dư tam vậy mà có nhân cách phân liệt, so sánh thì thấy, tôi càng muốn cọ sát với một người khác của ông hơn. Dư tam, bỗng có hơi cáu, hai cánh tay của ông ta không nhịn được mà run rẩy khiến chiếc khóa sắt vì thế mà phát ra tiếng kêu đinh đang. Cậu đây là không biết tốt xấu, tên đó sớm muộn sẽ bị tôi giết chết, tôi mới là chủ nhân của cỗ thân thể này, cho dù cậu không giúp tôi, tôi cũng sẽ nghĩ ra cách khác, lúc đó tôi nhất định sẽ khiến cậu chết rất thảm. Dư Tam, nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy ông, Lâm Thanh Diện xoay người muốn rời khỏi, anh biết tranh luận với một tên điên, sẽ không có kết quả. Dư Tam lập tức muốn ngăn Cản Lâm Thanh Diện lại, vào lúc này, trên mặt ông ta đột nhiên lộ ra nét đau khổ, thầm mắng một tiếng, cái thứ đáng chết, vậy mà còn muốn tranh quyền khống chế cơ thể với tôi, không phải nói ban ngày là anh, buổi tối là tôi hay sao? Lâm Thanh Diện xoay người, nhìn chằm chằm Dư Tam một mình diễn hai vai đang tranh nhau, còn là buổi tối nên càng cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Không lâu sau, Dư Tam không có động tĩnh, hai nhân cách dường như ai cũng không tranh lại với ai cuối cùng lấy việc ngất đi làm kết thúc, trực tiếp ngã ra đất. Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, đi tới vác Dư Tam mang về Hoài Sơn. Sáng hôm sau, Dư Tam từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên đất, đầu có hơi đau, Lâm Thanh Diện đang đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm ông ta. Tôi sao lại ở đây? Tôi nhớ hôm qua tôi sau khi rời khỏi đây, đi đến một ngọn núi khác, lẽ nào lại bị tên đó nhân cơ hội cướp quyền làm chủ? Dư Tam tự nói với mình ông bây giờ là Dư Tam hay là một người khác? Lâm Thanh Diện nhìn chầm chầm Dư Tam hỏi một câu. Dư Tam xứng người, sau đó nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi, tối qua, anh ta đến tìm cậu sao? Lâm Thanh Diện gật đầu. Dư Tam thở dài bất lực, nói, xem ra tình trạng càng lúc càng tồi tệ, tôi nghĩ tôi nhất định phải làm ra quyết định chấm dứt, nếu không một khi bị anh ta khống chế thân thể, cả ngục giam thứ năm đều sẽ dấy lên một trận máu tanh mưa gió lâm thanh diện cười nói có lẽ là ông quá tự tin không chừng lấy thực lực của ông không làm được điểm này Dư tam không có tức giận mà thở dài nói người mạnh nhất trong mục giam thứ năm chẳng qua cũng chỉ là nội kình đại thành đỉnh phong giống như cậu đánh bại tất cả các cao thủ trong lang nhân bảng đã coi như rất lợi hại nhưng suy cho cùng vẫn là nội kình đỉnh phong thực không dám giấu thực lực hiện nay của tôi đã đạt tới cảnh giới nửa bước tông sư cho dù là nội kình đại thành có lợi hại hơn nữa cũng sẽ không phải đối thủ của tôi. Nghe thấy lời này của Dư Tam, trong lòng Lâm Thanh Diện rung động, không ngờ thực lực của ông ta lại đạt tới cảnh giới nửa bước tông sư, mặc dù kém hơn một chút so với tông sư chân chính, nhưng đã rất lợi hại rồi. Nếu là như thế, vậy ông ta thật sự có tư cách nói ra những lời vừa rồi. Chỉ có điều Lâm Thanh Diện bây giờ mặc dù vẫn dừng ở nội kình đại thành, nhưng huyền kình của anh vào khoảng thời gian trước, cũng vì chiến đấu kịch liệt mà đột phá đến cảnh giới đại thành huyền kinh và nội kinh kết hợp lại, uy lực bạo phát ra vượt xa trình độ của nội kinh đại thành. Lâm Thanh Diện có cảm giác, anh bây giờ đã có tư cách đánh một trận với Tông Sư, vấn đề duy nhất chính là thời gian anh có thể bạo phát lực chiến đầu cấp Tông Sư quá ngắn mà thôi. Vậy ông định làm như thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Trên mặt sư tam lộ ra một tia cảm khái, nói, năm đó tôi cố chấp truy cầu với lực lượng, đến mức giống như kẻ điên không thiết ăn không thiết ngủ, sau này càng vì chứng minh thực lực của mình, sát hại rất nhiều người vô tội. Lúc đó trong lòng tôi đã sinh ra tâm ma, từng bước từng bước phát triển, mới thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện nay. Nếu như bị anh ta giành mất quyền khống chết cơ thể, vậy tôi sẽ trở thành một mầm hỏa hoàn toàn, bị như thế, không bằng nhân lúc này tôi tự phế mình đi. Không biết cậu có thể giúp tôi một tay được không, cho tôi một trường, để tôi giải thoát. Dư Tam nhìn sang Lâm Thanh Diện, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười mang ý nói đùa, nói, giúp ông không phải không được. Có điều dù sao ông đã muốn tìm đến cái chết rồi, không bằng ông gọi một người khác của ông ra đây, để ông ta đánh nhau với tôi, tôi có thể bảo đảm với ông, ông ta cuối cùng sẽ chết ở trong tay tôi. Ông thấy thế nào? chương 722, Yêu Nguyệt. Sau khi Dư Tam nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, lại nhấn mạnh với Lâm Thanh Diện lần nữa, thực lực của tôi đã đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư rồi, cho dù có là nội kình đại thành mạnh hơn đi nữa, cũng không phải là đối thủ của tôi, cậu xác định muốn đánh với tôi. Lâm Thanh Diện nghiêm túc mà gật gật đầu, nói trên bảng kẻ mạnh ngoại trừ ông thì đã không có ai là đối thủ của tôi nữa rồi, hơn nữa tôi cũng rất muốn cảm nhận nửa bước tông sư rốt cuộc có uy lực như thế nào một chút, còn về có đánh lại hay không thì ông không cần lo lắng. Dư Tam trầm ngâm một hồi, rất lâu mới ngẩng đầu lên, nói nếu đã như vậy đồng ý với cậu thì cũng không sao nhân lúc tôi còn có thể đối kháng với hắn ta có lẽ trong lúc quan trọng tôi có thể ngăn cản hắn ta giết cậu đương nhiên nếu như cậu có thể trực tiếp giết chết hắn ta vậy thì càng tốt hơn nữa thấy dư tam đồng ý lâm thanh diện cũng không do dự nữa ngay lập tức đi tới mép vách núi mà đêm qua anh đã đến trèo lên lấy chiếc chìa khóa đặt trên đó xuống sau khi quay lại lâm thanh diện liền cởi dây xích sắt trên người dư tam xuống sau khi đám người tên mập nhìn thấy cảnh này đều run rẩy sợ hãi ai nấy đều biết dư tam có xích sắt trên người ở ngục giam thứ năm đã là sự tồn tại khiến người ta nghe thấy phải khiếp sợ rồi bây giờ lâm thanh diện cởi dây xích sắt trên người anh ta xuống đây quả thực là phóng thích một con thú giữ ra ngoài a à? đừng quá căng thẳng tôi chẳng qua chỉ là muốn luận bàn với ông ta mà thôi lâm thanh diện mỉm cười nói với đám người tên mập một câu đám người thực sự không dám gật đầu ừ bừa với hai chữ Luận bàn mà Lâm Thanh Diện nói loại luận bàn ở cấp bậc này hơi có chút ảnh hưởng đó đều có thể lấy mạng của bọn họ a à. hơn nữa có không ít người không cho rằng Lâm Thanh Diện có thể đánh lại một dư tam đã cởi xích sắt ra đã sinh ra suy nghĩ thu dọn sẵn đồ để chuẩn bị rời khỏi bất kỳ lúc nào rồi tòa nhà giam trong phòng giám sát Lâm Thanh Diện vậy mà lại tháo xích sắt trên người dư tam ra rồi cậu ta đây là muốn làm gì vậy nhìn dáng vẻ hai người đang muốn đánh nhau a. À? Tên Lâm Thanh Diện này điên rồi sao, theo như Trường Ngục nói, thực lực của Dư Tam đã đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư rồi, đó chỉ còn thiếu nửa bước là đã có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới cao thủ tông sư A. Thời gian này tuy cậu ta đã đánh bại được một đám cao thủ trên bảng kẻ mạnh, nhưng đối với nửa bước tông sư thì chắc vẫn chưa thể so được A. Mau nói chuyện này với Trường Ngục đi, lần trước họp, Trường Ngục đã biểu hiện ra ý tứ muốn bồi dưỡng Lâm Thanh Diện, nếu như cậu ta bị Dư Tam đánh chết rồi thì phiền phức lớn đó. Hoài Sơn, trên một mảnh đất trống. Lâm Thanh Diện và Dư Tam hai người đứng đối diện nhau, Dư Tam lúc này đã cởi bỏ sự nặng nề của xích sắt, cả người tuy nhìn trông lôi thôi lếch thích, nhưng đã có cảm giác tiên phong đạo cốt rồi. Đám người tên mập toàn bộ đều đứng ở bên ngoài mấy chục mét để quan sát, sợ tiến gần sẽ bị ảnh hưởng đến. Cậu xác định muốn chiến đấu với một bản thân khác của tôi. Dư Tam chắp tay sau lưng, có chút nghiêm trọng mà nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện. Chắc chắn, làm phiền kêu ông ta ra đi, giao đấu với ông ta, tôi có thể dốc toàn lực, nếu như giao đấu với ông, tôi có thể sẽ nương tay, như vậy thì không còn thú vị nữa rồi." Lâm Thanh Diện trả lời. Dư Tam gật gật đầu, không phí lời nữa, vẫn đứng tại chỗ, nhưng chỉ trong vỏn vẹn mấy giây, khí chất trên cả người ông ta đã xảy ra thay đổi dễ nhận thấy. Một tràng cười điên cuồng vang lên, trên mặt Dư Tam lộ ra một nụ cười tà ác, trong ánh mắt cũng bạo phát ra sự hung hãn vô tận. Đám người tên mập ở xa xa đều bị tiếng cười này làm giật bắn mình, hồi nãy dư tam còn ăn mặc nho nhã mới chớp mắt đã trở nên giống như tên điên vậy, quả nhiên khiến người ta không thể đoán được. Vốn dĩ cậu đã chạy khỏi một kiếp, nhưng không ngờ lại chủ động cười xích sắt ra, tiểu tử, không lẽ cậu không biết ba chữ tìm đường chết viết thế nào sao? Dư tam, cười lạnh mà mở miệng. Lâm thanh diện nhếch nhếch môi, nói có lẽ ông nên nghĩ xem hôm nay ông có chết trong tay tôi hay không đó. Dư Tam, cười khẩy một tiếng, nói, "Nằm mơ. Là cậu tự tìm đường chết, vậy tôi không khách sáo nữa." Thanh âm vừa dứt, Dư Tam liền nhanh chóng xông về phía Lâm Thanh Diện, tốc độ nhanh, khiến cho đằng sau anh ta để lại những đường tàn ảnh, khiến cho đám người tên mập ở đằng xa nhìn đến hoa mắt. Lâm Thanh Diện ngay lập tức cảm nhận được áp lực từ trên người của Dư Tam, tuy bây giờ lực chiến đấu của anh không giống như bình thường, nhưng thực lực suy cho cùng vẫn là nội kinh đại thành. Dư Tam, ở cảnh giới nửa bước tông sư tuyệt đối có khí thế áp chế anh. Dư Tam tung một đấm lên người của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện không có né, mà lựa chọn xung đột cùng ông ta, hai nắm đấm đấu nhau, cơ thể Lâm Thanh Diện lập tức lui về phía sau, mãi đến khi lui được mười mấy mét mới tháo gỡ được sức mạnh trong nắm đấm của Dư Tam. Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng muốn so kè với tôi, cậu luyện thêm vài năm đi, đáng tiếc, cậu đã không còn cơ hội này nữa. Dư Tam mỉa mai mà nói. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, nắm đấm hồi nãy, anh vì để cảm nhận được sức mạnh của nửa bước tông sư nên không có vận dụng huyền kinh, đơn thuần chỉ dựa vào nội kinh để nhận lấy sức mạnh của nửa bước tông sư quả thực vượt qua sự tưởng tượng của anh, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tiếp theo đây, Lâm Thanh Diện cũng sẽ khiến cho Dư Tam cảm nhận được sự lợi hại của huyền kinh. Anh dùng sức dưới chân, mặt đất bị dẫm tạo ra một hố sâu tiếp đó liền bắn người về phía dư tam kia đôi mắt dư tam híp lại cảm nhận được sự biến hóa trên người của lâm thanh Diệt trong đôi mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn có chút thú vị đó chả trách dám so kè với tôi xem ra là có chiêu dư tam cười cười vẫn không có đặt lâm thanh diện vào trong mắt lần này lâm thanh diện dùng nội kình kết hợp với huyền kình cho dư tam một đòn nặng nề sau khi dư tam nhận lấy cơ thể lùi về sau nửa bước đôi mày chợt nhướng lên nói sức mạnh của cậu sao lại mạnh hơn lúc nãy nhiều như vậy rồi lâm thanh diện cười cười nói đánh thắng tôi thì sẽ nói cho ông biết hai người giao đấu kịch liệt trên mặt đất giao chiến xuất hiện từng hố sâu vết nước trên mặt đất cũng lan tràn sang xung quanh hệt như mạng nhện sau khi giao đấu cỡ vài chục chiêu đôi mắt lâm thanh diện chợt nheo lại không có do dự huyền kình và nội kình trong cơ thể sục sôi tiếp đó tung ra một trưởng mang theo khí thế vô địch thiên tinh trưởng. Dư Tam, cảm nhận được uy lực của cái trưởng này của Lâm Thanh Diệt, sắc mặt chợt thay đổi, vội vàng vận dụng toàn lực để chống đỡ. Trong chớp mắt, Dư Tam, lui về sau ba bước, một tia máu chảy ra khỏi khóe miệng. Thứ chết tiệt, tôi vậy mà lại bị một tiểu tử nội kinh đại thành như cậu làm bị thương, cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi, bây giờ tôi thật sự chơi với cậu đây, cậu tốt nhất là nên cầu nguyện có thể sống sót sau khi nhận chiêu tiếp theo của tôi đi. Dư Tam, Trừng Lâm thanh diện với khuôn mặt hung tàn, ngay sau đó, dòng khí lưu trên khắp người anh ta bắt đầu sụp sôi, cây cối xung quanh bắt đầu xào sạc, sắc trời dường như cũng vì vậy mà tối đi vài phần. Lâm Thanh Diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm kinh ngạc, không ngờ nửa bước tông sư đã có thể dùng sức lực của bản thân ảnh hưởng đến hoàn cảnh ở xung quanh rồi, loại thủ đoạn này quả thực không phải thứ mà nội kinh đại thành có thể so được. Nhóc con, nếu như cậu có thể sống sót sau chiêu này, vậy nửa đời sau của cậu cũng có cái để bốc phét rồi. Dư Tam, quát lớn một tiếng, sau đó cơ thể nhảy lên, nắm đấm mang theo lực đập vào người Lâm Thanh Diện cùng với tốc độ mà mắt thường cũng không theo kịp. Chấn Thiên Trùy Lâm Thanh Diện hoàn toàn không dám lơ là, lúc này, chiêu thức bình thường đã không thể chống đỡ lại sự công kích của Dư Tam, anh dứt khoác trực tiếp chuyển nội kinh và huyền kinh trên toàn thân của mình vào trong lòng bàn tay. Sau đó anh siết chặt nắm đấm tấn công, trước khi, dư tam, đánh chúng mình, tung ra một quyền ở giữa không trung. Trưởng này không phải là thiên tinh trưởng, mà là dạng thứ hai trong ba tuyệt chiêu đó. Yêu Nguyệt, chương 723, thực lực của Lâm Thanh Diện. Văn phòng trưởng ngục, Tống Côn lúc này đang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát trên máy tính. Lâm Thanh Diện và Dư Tam, giao chiến, Lâm Thanh Diện có thể ngang tài ngang sức với Dư Tam đã bước vào nửa bước tông sư, Khiến ông ta rất kinh ngạc, cuối cùng thiên tinh trưởng của Lâm Thanh Diện còn làm dư Tam bị thương, càng khiến Tống Côn Tán thưởng tiềm lực của Lâm Thanh Diện. Thế nhưng, thực lực của nửa bước tông sư suy cho cùng không phải là thứ mà Nội Kinh Đại Thành có thể so được, Lâm Thanh Diện có thể mượn thiên tinh trưởng làm dư Tam bị thương, một nguyên nhân là do thiên tinh trưởng quả thực rất mạnh mẽ, có thể khiến người ta bạo phát ra lực chiến đấu cường đại, một cái khác là bởi vì sự lơ là của dư Tam. Bây giờ dư Tam bộc phát nộ khí, Trực tiếp dùng sự công kích mạnh nhất của ông ta, Chấn Thiên Trù, chiêu này chính là chiêu thành danh của Dư Tam năm đó, với trình độ của nửa bước tông sư thì uy lực này thậm chí có thể so được với sự công kích của một số cảnh giới tông sư. Theo như Tống Côn thấy, Lâm Thanh Diện bất luận thế nào cũng không thể nào nhận lấy chiêu này được. Kể từ sau khi Lâm Thanh Diện dùng Thiên Tinh Trưởng lần trước, Tống Côn đã đặc biệt chú ý đến Lâm Thanh Diện, cho rằng Lâm Thanh Diện là một nhân tài có thể tôi luyện được, vào ngục giam thứ năm chỉ bởi vì lúc báo thù đầu óc mờ mịt mới giết người bình thường, bản thân không có vấn đề gì quá lớn cả. Cho nên ông ta vẫn muốn có chút quan tâm đến Lâm Thanh Diện, ai ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại đi chủ động chọc vào sự tồn tại mạnh nhất trong mục giam thứ năm chứ, bây giờ còn ép cả Dư Tam ra chiêu mạnh nhất, điều này khiến trong lòng ông ta bất lực. Lúc này trong tay Tống Côn đang cầm một cái remote, bên trên có một cái nút, chỉ cần ông ta ấn cái nút đó thì cái vòng tay mà Dư Tam đeo trên tay sẽ phóng thích ra dòng điện siêu mạnh, cắt ngang sự công kích của Dư Tam. Nhìn thấy nắm đấm của Dư Tam sắp rơi trên người của Lâm Thanh Diện, Tống Côn đã định ấn cái nút đó, giữ cho Lâm Thanh Diện một mạng. Chính vào lúc này, trên người Lâm Thanh Diện chợt bộc phát ra khí thế chẳng hề yếu hơn Dư Tam, khiến cho Tống Côn lập tức sững sờ. Chiêu này của cậu ta hình như còn mạnh hơn chấn thiên trùy của Dư Tam vài phần nữa, tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, từ đâu học được chiêu thức lợi hại như vậy chứ? Chấm. Trên Hoài Sơn, sự chiến đấu của hai người Lâm Thanh Diện và Dư Tam xảy ra trong trước mắt, chấn thiên trùy của Dư Tam đập xuống, Lâm Thanh Diện dùng yêu nguyệt tiếp chiêu, vào giây phút chiêu thức của hai người chạm vào nhau, một làn sóng vô hình lan tỏa ra xung quanh, đám người tên mập ở cách đó mấy chục mét cảm nhận được làn sóng này, đều nhanh chóng nghiến răng chống đỡ. Mấy kẻ bị phế nội kinh, có không ít người thậm chí còn trực tiếp ngồi xuống đất. Cái này, cái này cũng quá là khủng bố rồi a, à. cái này thật sự là lực chiến đấu dưới cấp bậc tông sư sao. Nếu như không phải biết rõ thực lực của bọn họ thì tôi đã tưởng hai người bọn họ đều đạt đến cảnh giới tông sư rồi đó. Tên mập lầm bẩm nói một câu. Sau khi phản ứng lại, anh ta nhanh chóng nhìn sang phía Lâm Thanh Diện và Dư Tam, muốn biết kết quả của cuộc va chạm này cuối cùng sẽ như thế nào. Trên mảnh đất ở xa xa kia, đã xuất hiện một cái hố lớn có bán kính khoảng một mét, Lâm Thanh Diện đứng trong hố, không ngừng thở dốc, nhìn bộ dạng đã tiêu hao sức rất lớn. Ở một bên khác, Dư Tam đã ngã trên mặt đất, không hề động đậy, không biết là còn sống hay đã chết nữa. Tất cả mọi người đều ngây người, bọn họ không ngờ, trận chiến này, Dư Tam kẻ đã đạt đến nửa bước tông sư, đã thua rồi. Đây cũng nói rõ, thực lực của Lâm Thanh Diện ít nhất đã là nửa bước tông sư rồi. Ông nội tôi ơi, cậu ta mới hai mươi mấy tuổi, so với cậu ta, cảm giác như mấy năm nay tôi ngay cả một tên nhà nông cũng không bằng A, à. A, à, không đúng, bây giờ tôi chính là một tên nhà nông. Tên mập lầm bẩm nói. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào, dư tam, ở trên mặt đất một cái, hít sâu một hơi, một sự mệt mỏi tập kích đến, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng, đây vẫn chưa phải cực hạn của anh. Anh nhấc chân lên, đi về phía trước, đến phía trước dư tam, cúi đầu nhìn ông ta một cái. Hồi nãy chiêu yêu nguyệt đó thực ra có thể trực tiếp lấy mạng của ông ta, nhưng Lâm Thanh Diện cuối cùng vẫn nương tay, chỉ là muốn khiến ông ta trọng thương. Trên mặt, Dư Tam, mang theo sự khó tin, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, hỏi tại, tại sao, tôi có thể cảm nhận ra được, thực lực của cậu chỉ có nội kinh đại thành, nhưng sao cậu có thể dùng chiêu thức mạnh mẽ như vậy? Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào ông ta một hồi, nói, trên thế giới này, Vốn không chỉ có một loại sức mạnh là nội kình đâu. Dư Tam, trầm tư, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười hung tợn, tiếp đó ông ta liền nhắm mắt lại. Lâm Thanh diện tưởng Dư Tam chết rồi, trong lòng nghĩ bản thân mình hồi nãy rõ ràng chưa có dùng hết toàn lực, đáng lẽ không nên xuất hiện loại hình huống này. Chính vào lúc này, Dư Tam vốn đã nhắm mắt đột nhiên ho kịch liệt, sau đó ông ta lại mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên sáng tỏ lại. Hắn chết rồi, hắn cuối cùng đã chết rồi. Ha ha ha. Tôi chưa từng nghĩ, hắn ta vậy mà lại dùng cách này biến mất ra khỏi người tôi. Lâm Thanh Diện, đa tả cậu đã hạ thủ lưu tình, nếu không tôi đã cùng hắn đi gặp Diêm Vương rồi. Dư Tam cười, hoàn toàn không màng đến thương thế trên cơ thể mình. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ mình đã đánh chết cái nhân cách mà Dư Tam phân liệt đó ra rồi. Nhìn Dư Tam ngã trên mặt đất mà có chút kinh ngạc. Ông chắc chắn, ông ta bị tôi đánh chết rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Dư Tam nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó lấy ra một miếng lệnh bài từ trong áo của mình ra, trên đó viết một chữ ẩn. Miếng lệnh bài này coi như là tạ lễ mà tôi cho cậu, năm đó khi tôi chưa bị bắt vào, đã sáng lập một tổ chức sát thủ ở bên ngoài, tên là Ẩn Sát, cũng có chút ảnh hưởng trong quốc tế, cậu cầm miếng lệnh bài này liền có thể ra lệnh cho bọn họ, đương nhiên, tiền đề là cậu có thể ra khỏi chỗ này. Nhưng tôi tin, nếu như là cậu, chắc chắn sẽ không thể bị nhốt mãi ở nơi này đâu. Sư Tam cười nói, lâm thanh diện nhận lấy miếng lệnh bài đó nhìn một cái không khách sáo chút nào dư tam nói không sai anh chưa từng định cả đời ở chỗ này sớm muộn gì cũng phải ra ngoài còn về miếng lệnh bài này cho dù anh không dùng tới nhà họ lâm chắc chắn cũng có thể dùng thế lực do một vị nửa bước tông sư sáng lập tất nhiên sẽ không đơn giản lâm thanh diện dìu dư tam dậy đưa đến bên trong căn nhà gỗ của mình anh vốn không cần thiết phải giết dư tam dù sao tên dư tam bạo ngược đã chết rồi, còn tên dư tam còn lại này cũng coi như là một người không tệ. Anh không phải là sát nhân cuồng ma gì đó, bất kể bắt được ai cũng sẽ giết. Chiến đấu một trận với Dư Tam đã cho Lâm Thanh Diện cảm giác, thông qua thực lực của cảnh giới nửa bước tông sư, anh đã dò ra được tông sư thực sự và loại sức mạnh mà anh sở hữu. Đồng thời cũng xác định được sự suy đoán trong lòng mình, dựa vào huyền kinh, anh đã có thể sở hữu được sức mạnh của tông sư khi vẫn còn ở nội kinh đại thành. Hơn nữa, nếu như liều mạng, anh chưa chắc sẽ là kẻ thua cuộc. Dù sao Lâm Thanh Diện vẫn còn tuyệt chiêu thứ ba, anh tin, dùng chiêu này, cho dù có là tông sư chân chính cũng không tránh được. Tin tức Lâm Thanh Diện đánh bại Dư Tam nhanh chóng chuyển ra khắp ngục giam thứ năm, tất cả mọi người đều kinh ngạc về sự cường đại của Lâm Thanh Diện, đồng thời trong lòng cũng rõ, trong ngục giam thứ năm này, người mạnh nhất đã từ Dư Tam biến thành Lâm Thanh Diện mới vào ngục giam được 4 tháng cấp quản lý của ngục giam cũng đều vô cùng chú ý đến Lâm Thanh Diện, bởi vì tên này thật sự đã tạo cho bọn họ quá nhiều sự chấn cảm rồi. Mấy ngày sau, Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà gỗ, nhìn tên mập đang chỉ huy đám người đóng gói những củ khoai tây chín vào túi, buộc những rau dại đó thành bó, rũi eo lười biếng một cái. Đến ngục giam thứ năm lâu như vậy rồi, bây giờ, cũng là lúc nghĩ cách ra ngoài rồi. Trường 724, cách thoát ra ngoài. trưởng giám ngục, cậu mau qua xem đi, cái tên lâm thanh diện kia lại đang gây chuyện kia cứ tiếp tục thế này mục giam thứ năm của chúng ta sớm muộn gì hủy trong tay cái thẳng nhóc đó thôi trên hành lang một ông lão trông thấy tống côn mặt đầy lo lắng mở miệng nói tống côn dừng lại quay đầu nhìn ông lão kia một cái hỏi cậu ta lại làm gì nữa chẳng lẽ cậu ta bắt đầu đại khai sát giới rồi vậy thì không có nhưng việc cậu ta làm so với cái đó còn không hợp lẽ thường hơn ấy cậu cứ qua xem thì biết ông lão đáp Nghe ông lão nói như vậy, Tống Côn gật gật đầu, xoay người theo ông ta đi về phía phòng giám sát. Trong phòng giám sát lúc này đã có rất nhiều người, bọn họ nhất loạt nhìn chằm chằm vào hình ảnh Hoài Sơn trên màn hình giám sát. Bấy giờ trên màn hình, một tên mập đang đứng trước đống khoai tây chất cao thành ngọn núi nhỏ, chỉ huy đám người bên dưới xếp hàng ngay ngắn, mà trước mặt anh ta lúc này, đã có một hàng dài người đang đứng rồi, trên mặt đều lộ ra chút hưng phấn. Bên hông tên mập treo một tấm vải, trên tấm vải viết một hàng chữ lớn, bầu một phiếu, thì có thể đổi một bao khoai tây cộng thêm một mớ rau dại, cơ hội không nên bỏ lỡ, mất rồi sẽ không có lại được. Lâm Thanh Diễn lúc này thì đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ tên mập làm riêng cho mình, bộ dạng đặc biệt nhàn nhã. Tống Côn nhìn một màn này xong, lập tức nhịn không được bật cười, nói cậu ta chẳng phải chỉ là dùng cách này để kêu gọi người khác bỏ phiếu cho mình thôi à, có cái gì mà không hợp lẽ thường chứ. Trưởng giám ngục, điều không hợp lẽ thường chính là trước giờ ngục giam thứ năm của chúng ta, đều được người nhận định là một nhà giam, nhưng bây giờ vì cái tên Lâm Thanh Diện kia, khiến cho toàn bộ ngục giam thứ năm trở nên không khác gì một cái chợ nông sản cả, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ không hợp lẽ thường sao? Càng vô lý hơn nữa là, đám người trong nhà giam thế mà lại thật sự bỏ phiếu cho cậu ta để đổi lấy khoai tây, cậu xem hàng dài người trước mặt họ kia, theo ước tính của tôi, đợi mấy người đó bỏ phiếu xong, chắc phải có đến nửa số người đồng ý cho Lâm Thanh Diện ra ngoài mất. Đến lúc đó, dựa theo quy định, chúng ta buộc phải thả cho cậu ta đi. Nghe người kia nói vậy xong, Tống Côn lập tức nhăn mày, nói, không ngờ cách này của cậu ta lại thực sự có hiệu quả, đám người trong kia không phải trước giờ vẫn luôn không tin tưởng ai à, sao bây giờ lại tin tưởng Lâm Thanh Diện như thế nhỉ? Chúng tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa, vốn dĩ mới đầu bọn họ làm như vậy, còn không có ai dám đến, nhưng sau đó Lý Văn Trác dẫn một đám người đến chỗ cậu ta, bỏ phiếu xong, mỗi người đều được nhận khoai tây cùng rau dại, mọi người thấy lời Lâm Thanh Diện nói đều là sự thật, mới thay nhau chạy tới bỏ phiếu cho cậu ta. Sau đó đến cả cái đám đầu gấu đã từng thua dưới tay Lâm Thanh Diện cũng dẫn theo thuộc hạ của mình đến bỏ phiếu cho cậu ta, thế mới dẫn đến tình cảnh như lúc này đây. Nghe xong lời giải thích, Tống Côn bất lực thở ra một hơi, nói cho dù cách làm của cậu ta thật sự hữu hiệu, chúng ta cũng chẳng thể nào ngăn cản được suy cho cùng thì đây cũng là quy định từ xa xưa truyền lại rồi, nếu như có phần lớn người bỏ phiếu cho cậu ta, thì chúng ta cũng buộc phải thả cậu ta ra ngoài thôi. Nghe Tống Côn nói xong, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ phức tạp, bọn họ vốn dĩ cho rằng người đầu tiên thoát được ra ngoài thông qua cách bỏ phiếu trong lịch sử ngục giam thứ năm, nhất định phải là một kẻ tàn nhẫn đại sát tứ phương, nhưng ai cũng không thể ngờ, cái người này dù đúng là có năng lực đại sát tứ phương thật đấy, nhưng lại chọn cách dùng khoai tây để đổi lấy phiếu bầu như thế này. Chỗ này của chúng ta, không giữ nổi cậu ta rồi." Tống Côn lẩm bẩm. Trên Hoài Sơn, Lâm Thanh Diện nhìn dòng người đứng xếp hàng chờ nhận khoai tây, đầy mặt tươi cười, ngay chính bản thân anh cũng không thể ngờ, cái cách này của mình lại đem về hiệu quả tốt đến như vậy. Nguyên nhân quan trọng nhất trong chuyện này là đám đầu gấu cao thủ thua dưới tay anh kia, vì để cảm tạ ơn tha mạng của anh, đã dẫn theo thuộc hạ của mình tới bỏ phiếu, vậy mới tác động được đến những người khác trong nhà giam, khiến họ cũng tới bầu Cộng thêm tên mập còn liên tục tuyên truyền với đám người rằng, cả ngày chém chém giết giết thì có gì hay chứ, mọi người bình tình thuận hòa cùng nhau trồng khoai tây chẳng tốt hơn à? Mấy người chém chém giết giết chính là để cướp đồ ăn của người khác đúng không? Tự mình trồng khoai, không chỉ có thể ăn no bụng, mà còn tránh được nguy cơ bị người giết chết nữa. Chuyện tốt như vậy, mấy người còn do dự cái gì nữa chứ? Mọi người nghĩ nghĩ cũng cảm thấy tên mập nói có lý, dù sao đều đã bị nhốt vào đây cả rồi. Cứ mãi đánh nhau đến anh chết tôi sống quả thực chẳng có nghĩa lý gì, còn chẳng bằng bình thản trồng khoai tây, trải nghiệm cuộc sống nhàn hạ qua ngày. Đại ca, số lượng phiếu bầu của cậu đã vượt quá một nửa rồi, dựa theo quy định, cậu đã có thể ra ngoài, đợi đến khi cậu ra ngoài rồi, nhất định không được quên tôi đâu đấy, nếu như có cơ hội thì thường xuyên mang đồ ăn ngon vào thăm tôi nhé. Trên mặt tên mập đầy vẻ luyến tiếc nhìn Lâm Thanh Diện, ở cùng Lâm Thanh Diện lâu như vậy rồi, giờ phút này, anh ta thế mà lại cảm thấy có chút không nỡ chia tay Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười với tên mập, nói thời gian này biểu hiện của cậu không tồi, tôi cũng nên tặng cậu chút phần thưởng chứ nhỉ, cậu muốn học chiêu thức của tôi, nhưng cậu như thế này vẫn nên từ bỏ đi thôi, chẳng qua tôi có thể khiến cho cậu được cùng tôi ra ngoài. Tên mập nghe Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức mở to hai mắt, không thể tin nhìn Lâm Thanh Diện, nói, đại ca, cậu đang đùa tôi đúng không, làm sao anh dẫn tôi cùng ra ngoài được cậu không phải nói phiếu bầu của tôi đã được một nửa rồi à bây giờ cậu có thể thay đổi đối phương bỏ phiếu thành cậu chỉ cần số lượng phiếu bầu của cậu cũng được một nửa thì không phải cậu cũng có thể ra ngoài rồi sao quy định của bọn họ hẳn là chỉ cần số lượng phiếu bầu đạt đến một nửa là có thể ra ngoài đúng không lâm thanh diện mở miệng nói trên mặt tên mập lập tức đầy vẻ kích động anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại mang đến cho mình một niềm vui bất ngờ lớn đến như thế, từ rất lâu trước đây, cậu ta đã nghĩ rằng mình sẽ phải ở trong ngục giam thứ năm này đến hết đời, ai mà ngờ ông trời thế mà lại để cậu ta gặp được Lâm Thanh Diện cơ chứ, đây quả thực chính là việc may mắn nhất trong đời cậu ta đấy. Anh ta cũng không từ chối, ai chẳng biết cơ hội này có ý nghĩa thế nào, nếu như đã có thể ra ngoài, ai còn ngu ngốc đến dù thế nào cũng muốn ở lại cái nơi như thế này chứ? tên mập lập tức hết sức phấn khởi kêu mọi người đổi đối tượng bỏ phiếu thành mình, tuyên truyền cũng càng thêm tích cực hơn trước. Lâm Thanh Diện nhìn quang cảnh Hoài Sơn, trong lòng nảy lên một cỗ xúc động, anh đã thương lượng xong với Dư Tam rồi, đợi đến khi anh được thả ra ngoài, Dư Tam sẽ thay anh tiếp quản Hoài Sơn. Tiếp tục đưa sản xuất trở thành yếu tố quan trọng nhất để duy trì hòa bình trật tự nơi đây. Trạng vạng tối, Lâm Thanh Diện cùng tên mập xuất hiện trong tòa nhà giam giữ. Tống Côn đứng trước mặt hai người, bên cạnh ông ta là toàn bộ cao thủ của ngục giam thứ năm. Hai người thực sự muốn rời khỏi đây à? Tống Côn mở miệng hỏi một câu. Lâm Thanh Diện cười cười gật đầu, nói, vợ con tôi còn đang ở nhà đợi tôi về, dựa theo quy định, cho dù ông có là trưởng giám ngục, cũng không có quyền giữ chúng tôi lại. Tống Côn gật gật đầu, nói cậu nói không sai, hai người đều đã đạt được một nửa số phiếu bầu, theo như quy định, tôi đúng là phải thả hai người ra ngoài, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở hai người một chút. Lôi Uyên Hành đang ở ngay bên ngoài, ông ta đã đợi ở đây hơn 4 tháng rồi, chừng nào cậu chưa chết, thì ông ta sẽ không đi, bây giờ cậu mà ra ngoài, sẽ lập tức phải đối mặt với ông ta đấy, đến lúc đó, sống chết của cậu, đã không có bất cứ quan hệ gì với chúng tôi nữa rồi. chương 725, ông chắc chắn có thể giết tôi như vậy sao? Cái gì, Lôi Uyên Hành, cao thủ tông sư cảnh nổi danh như cồn, trời ơi, lão đại, ông ta sao lại ở ngoài đợi anh? Tên mập nghe xong lời của Tống Côn thì trực tiếp kinh ngạc kêu lên, có chút không dám tin nhìn sang Lâm Thanh Diện bên cạnh. Tôi giết đồ đệ ông ta, ông ta hẳn là tới tìm tôi báo thù. Lâm Thanh Diện nhớn mày, anh cũng không nghĩ tới lời uyên hành lại luôn đợi ngoài ngục giam thứ năm, xem ra vị tông sư này thật sự không phải cố chấp bình thường. Thân thể tên mập run rẩy một cái, kinh sợ nhìn anh, thì thào, giết, giết đồ đệ của tông sư, lão đại, anh quá, hung mãnh đi, anh ta vốn còn cho rằng mình có thể cùng ra ngoài với anh là chuyện vô cùng may mắn, nhưng bây giờ biết được bên ngoài còn có một tông sư đang đợi giết anh, anh ta lập tức có chút hối hận rồi. Lâm Thanh Diện, tiềm lực của anh cực kỳ hiếm gặp, nếu cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định có thể đột phá tông sư cảnh, anh bị nhốt trong ngục giam thứ năm, dù nói là ngồi tù, nhưng không bằng nói đây là cách duy nhất để né tránh lôi uyên hành, anh hoàn toàn có thể đợi đột phá tông sư cảnh rồi hãy rời đi nơi này. Tống Côn mở miệng, Tên mập vội gật đầu, nói, lão đại, nếu không thì chúng ta đừng ra ngoài nữa, tông sư không thể trêu chọc, nếu chúng ta bây giờ ra ngoài, không chừng sẽ bị lôi uyên hành một trường đập chết. Mặt lâm thanh diện lộ ra sắc thái suy ngẫm, lôi uyên hành trực tiếp tới ngoài ngục giam thứ năm chờ đợi, đây là điều anh không nghĩ tới. Bây giờ thực lực của anh vẫn ở trạng thái huyền kinh tiểu thành đỉnh phong, chỉ cần một thời cơ là có thể đột phá, nếu huyền kinh cũng đạt tới trạng thái đại thành, lâm thanh diện không chút sợ hãi lôi uyên hành. Anh vốn nghĩ sau khi ra ngoài, Lôi Uyên Hành cho dù muốn tìm thấy anh, nhất định cũng cần thời gian nhất định. Anh liền có thể tranh thủ cơ hội nghĩ cách nâng cao huyền kinh của mình lên mức độ đại thành. Ai biết Lôi Uyên Hành lại vì báo thù cho đồ đệ mình mà trực tiếp đến trận cửa ngục giam thứ năm? Anh trước giờ chưa từng nghĩ tới một vị cao thủ tông sư lại vì những chuyện này mà nghiêm túc như vậy. Đề nghị của Tống Côn quả thực là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Lâm Thanh Diện không cho rằng anh bây giờ không có tư cách chiến đấu với Lôi Uyên Hành. Mặc dù anh chỉ còn cách huyền kình đại thành một thời cơ, nhưng thời cơ này lúc nào tới thì không một ai biết. Trong mục giam thứ năm đã không còn ai là đối thủ của anh, anh đợi ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa ai có thể đảm bảo giao thủ với lôi uyên hành lần này, không phải là thời cơ của anh chứ. Chỉ có giao chiến với cao thủ thực sự mới là con đường tắt nhanh nhất để thực lực đột phá. Suy nghĩ một phen xong, ánh mắt lâm thanh diện trở nên kiên định, anh chắp tay với tống côn, Cười nói, "Cảm ơn sự quan tâm của trưởng ngục, nhưng đã tới đây rồi thì không cần quay lại nữa, về phần ân oán giữa tôi và Lôi Uyên Hành, tôi sẽ nghĩ cách xử lý." Thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, Tống Côn bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa, mặc dù anh ta tiếc người tài, nhưng nếu Lâm Thanh Diện quyết tâm muốn ra ngoài, anh ta cũng không có lý do tiếp tục ngăn cản. Tên mập thấy Lâm Thanh Diện biết Lôi Uyên Hành ở ngoài mà vẫn muốn ra thì lập tức nôn nóng, vội nói, "Lão đại, anh phải nghĩ thật kỹ." Chúng ta không dễ dàng gì mới ra ngoài, kết quả lại bị tông sư đánh chết, đây không phải là được không kịp mất sao. Nếu cậu sợ thì có thể đợi đến mai rồi ra, không cần theo tôi." Lâm Thanh Diện nói. Nói xong, anh bèn đi ra ngoài. Tên mập cắn răng, trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, không phải chỉ là một tông sư thôi sao, nếu không nhờ lão đại, không chừng mình sớm đã chết trong mục giam thứ năm rồi, giờ này sợ cái rắm. Sau đó anh ta vội đuổi theo Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Những người trong tòa nhà trại giam đều chạy ra xem, người nổi tiếng trên mạng mà họ follow hơn 4 tháng, không ít người mặt hiện lên tiếc nuối. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện và tên mập đã tới trước cửa tòa nhà trại giam, Dương Thu đứng đó, có chút cảm khái nhìn anh, nói, lúc anh vừa tới tôi còn cược với người ta rằng anh chỉ có thể sống hơn 10 ngày, không nghĩ tới anh lại trở thành người đầu tiên trong lịch sử ra khỏi ngục giam thứ năm, xem ra thật sự đã khinh thường anh rồi. Lâm Thanh Diện cười cười với anh ta, không nói gì. Lôi Uyên Hành đang ở ngoài, tôi khuyên anh tốt nhất ra rồi thì mau chạy đi, nếu không, anh có khả năng sẽ xui xẻo to. Dương Tu lại bổ sung một câu. Cảm ơn, Lâm Thanh Diện lịch sự đáp. Cửa lớn tòa nhà trại giam chậm rãi mở ra, Lâm Thanh Diện và tên mập đứng trước cửa, cảm nhận được cơn gió thổi tới, anh cảm thấy có chút sảng khoái tinh thần. Mặc dù tên mập đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng lúc này anh ta lại không quan tâm cảm thụ bầu không khí ngoài trại giam, bên ngoài còn có một vị cao thủ tông sư đang chờ, cho dù anh ta muốn vui vẻ cũng vui vẻ không nổi. Phía trước tòa nhà trại giam, trên khối đá to, lôi uyên hành ngồi xếp bằng ở đó, nhắm mắt ngưng thần. Giây phút cửa lớn tòa nhà trại giam mở ra, đôi mắt của ông ta lập tức mở to, tia sáng tinh anh chiếu ra, khí thế vô hình lập tức tản ra tứ phía. Ánh mắt lâm thanh diện rơi trên người ông ta, nhìn ông lão mặc áo gai, có vẻ rất bình thường này, mặt anh lộ ra trầm trọng, vị trước mắt này là tông sư hàng thật giá thật, không phải ba loại tông sư nửa bước có thể so sánh. Anh bước về phía trước, không chút sợ hãi, anh bây giờ đã có thực lực gọi nhịp với tông sư rồi. Tên mập nuốt nước miếng, bước tới theo, anh ta bây giờ chỉ hy vọng lát nữa lúc Lôi Uyên hành ra tay thì có thể đừng thuận tiện trừ khử cả anh ta luôn. Sau khi hai người họ đi ra, Tống Côn cũng dẫn theo một đám cao thủ tầng quản lý trại giam ra ngoài. Đứng phía sau Lâm Thanh Diện. Tên mập suy nghĩ dây lát, cuối cùng vẫn là đứng cùng người tầng lớp quản lý trại giam. Dù sao thì cho dù anh ta đứng cùng Lâm Thanh Diện, cũng không giúp được gì. Lôi Uyên Hành đánh giá Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới. Sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng, cậu chính là Lâm Thanh Diện. Không sai, tông sư đại danh đỉnh định Lôi Uyên Hành vì giết tôi lại cam nguyện ở ngoài trại giam chờ lâu như vậy. Sự cố chấp thật sự khiến người ta khâm phục. Lâm Thanh Diện mở miệng. Lôi Uyên hành hừ lạnh một tiếng, nói: "Đồ đệ duy nhất của ta chết trong tay cậu, về tình về lý, ta đều phải thay nó báo thù, hôm nay cậu đã ra, vậy thì đã chuẩn bị sẵn chịu chết rồi đi." Nói thật lòng, nếu ông không nhận công tôn thắng làm đồ đệ, có lẽ tôi còn sẽ tôn trọng kêu ông một tiếng tông sư, nhưng ông không chỉ nhận anh ta làm đồ đệ, còn cố ý báo thù thay anh ta, chuyện này khiến tôi cảm thấy ông chỉ có thực lực, lại không có mắt nhìn người." Lâm Thanh Diện nói sắp chết tới nơi nói nhiều cũng chỉ tốn hơi. Lôi uyên hành không vì lời nói của anh mà tức giận. Ông chắc chắn hôm nay có thể giết được tôi như vậy sao? Lâm Thanh Diện nhìn ông ta, khóe môi nhếch lên độ cong đùa bớn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 725